Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Phật tử và quốc dân, tôi xin tường thuật lại. Tôi nhớ không sai, ngày 11 tháng 11, 2 giờ sáng, tôi thấy có một vị Phật tổ hiện thân. Đôi tay của vị Phật tổ chỉ thẳng hướng về tôi. Lúc đó tôi nằm trên võng, tôi thấy hào quang sực rỡ. Tôi thấy thân mình nhẹ như tờ giấy. Sau đó vị Phật tổ mờ nhạt ánh hào quang. Sau đó tôi không còn thấy người nữa. Tôi đứng lên đốt nhang tạ lễ, thì đôi mắt của tôi không mở ra như hàng ngày. Đôi mắt mở hí hí. Tôi cố gắng đứng lên không được. Tôi mò đi lấy hương đốt nhang. Tôi mới nói: Phật tổ hiện thân cho con thấy mặt thêm một lần nữa, thật là có phước cho con lắm. Con hứa với ngài con tu chánh đạo, con nhất định theo ngài. Lúc đó tôi cố nhướng mắt lên nhưng không được. Lúc đó tôi cố tìm giấc ngủ. Tôi ngủ tới sáng tôi dậy nhưng đôi mắt không mở lên. Lúc đó tôi quá sợ hãi, cả nhà tôi ai cũng thấy kỳ lạ. Tôi nhớ lại, không lẽ vì tôi thấy ánh hào quang của Phật tổ và đôi tay của ngài tôi bị hư đôi mắt sao? Tôi không dám nghĩ. Lúc đó tôi đi tới đâu á là đụng đồ tới đó. Tôi trốn ở trong nhà không đi đâu hết. Tôi không dám tới chùa. Tôi cố tìm vào giấc ngủ nhưng thức dậy đó, đôi mắt tôi cũng thế, mở không ra. Tôi rất là đau khổ và khóc lắm. Tôi nói cuộc đời tôi bế tắc rồi. Tôi chỉ thấy đường đi có mấy bước mà thôi. Tôi cố tình ngủ cho thật nhiều để cho mắt mở lên, nhưng mắt không bao giờ mở lên. Tôi mò ra đường, đi ra chợ, đầu đường, vào nhà thuốc Tây. Lúc đó đôi mắt tôi nó mờ mờ nha. Mới đầu tiên mà nó đi mà nó mờ mờ thì đâu có thấy đường. Đi chỉ có thấy mấy bước mà thôi. Mò đi ra cả một vấn đề đó. Tôi mò ra đường rồi tôi đến cái nhà thuốc Tây đó. Mà nhà thuốc Tây đó có tên là Thái Hòa. Tôi nói: chú Thái Hòa ơi, chú làm ơn bán cho tôi thuốc ngủ cực mạnh. Chú Thái Hòa hỏi làm gì mà phải mua thuốc ngủ cực mạnh vậy? Tôi nói đôi mắt của tôi nó bị sụp mí hí hí, mở không lên. Chú Thái Hòa nói: cô coi chừng đôi mắt bệnh đó. Chú Thái Hòa vạch mắt ra để xem. Chú nói rất bình thường mà cô, không hiểu vì sao bị sụp hí hí. Chú thấy cũng rất lạ. Tôi nói thôi chú bán cho cô mấy viên thuốc về uống cho ngủ đi, tặng cho nó mở mắt ra. Chú nói thôi tôi bán cho cô nửa viên thuốc về uống cho ngủ tiếp. Tôi nói nửa viên mà uống thấm vào đâu? Không có thấm đâu, bán đại 10 viên đi. Chú Thái Hòa trả lời: luật nhà thuốc chỉ bán có nửa viên thuốc ngủ à, chứ không bán tới 2 viên đâu cô. Cô đòi mua 10 viên á, không thể bắt được. Tôi nói chú giúp cho tôi đi, tôi muốn uống thuốc cho nhiều để ngủ, cho mắt tôi đi chè mà mở lên, chắc có lẽ tôi bị thiếu ngủ đó. Chú Thái Hòa nói thôi được rồi, tôi bán cho cô 2 viên. Nhưng cô uống á thì phải 2 lần, chia ra làm 2 lần. Trước khi uống cô tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm thật no rồi ngủ cho say. Tôi lấy 2 viên thuốc đi về. Lúc đó là tôi nhớ là 8 giờ sáng. Tôi nấu cơm, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm thật no. Tôi lấy 2 viên thuốc ra tôi uống sạch. Tôi dặn các con tôi đó, cái đôi mắt của mẹ bị bệnh mà mở không lên, mẹ uống 2 viên thuốc ngủ để cho mẹ ngủ thoải mái. Các con đừng kêu mẹ nha. Mẹ ngủ suốt ngày suốt đêm để cho mắt nó mở lên. Con tôi mới nói như thế này: mẹ ơi, mẹ uống nhiều quá mẹ ngủ luôn đó. Tôi trả lời: bác Thái Hòa nói đó, uống 10 viên mới chết, còn uống 2 viên ngủ một ngày một đêm cũng sao đâu. Thí dụ uống ngày, uống như vậy mà uống ngủ ngày ngủ đêm không sao, không có chết đâu mà sợ. Lúc đó tôi lên gác nhìn đồng hồ là 10 giờ kém. Tôi nằm xuống võng. Trước khi vào giấc ngủ đó, tôi dặn con tôi sáng á, các con dậy tự lo đi học nha, đừng kêu mẹ. Thế là tôi vào giấc ngủ êm đềm. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi thấy mình lạc vào một nơi nào đó, cảnh Phật rất là đẹp. Con đường hoang vắng, không thấy một bóng người, toàn là cỏ cây. Nhưng cỏ cây rất là xanh tươi. Tôi tha hồ ngắm cảnh, nhìn quanh đường. Sau đó tôi đến chiếc cầu. Một chiếc cầu này rất là đẹp, mà nó dài vô cùng. Tôi mon men đến chiếc cầu. Tôi đến nửa chiếc cầu, tôi đi qua nửa chiếc cầu, tự nhiên chiếc cầu rung chuyển. Sau đó chiếc cầu sụp đi. Tôi rơi xuống sông. Lúc đó tôi chới với, không hiểu vì sao chiếc cầu vững chắc như vậy mà tại sao nó ngã đổ. Tôi phải rơi xuống sông. Lúc đó tôi tìm đường để bơi vào bờ. Tôi bơi mãi mà không thấy bờ để lên.
Có điều kỳ lạ là cảnh vật trên bờ sông đó, nó rất gần với tôi. Nhưng cảnh vật và cây cối rất đẹp, nó hiện diện ngay mặt tôi. Tôi bơi trườn tới, nhưng lại không tới. Lúc đó vừa lo vừa sợ, thắc mắc, và vừa thắc mắc nữa, không hiểu tại vì sao. Tự nhiên lúc đó tôi thấy dòng sông di chuyển, nước xuôi dòng đi thẳng. Tôi trôi xuôi theo dòng nước. Lúc đó tôi không còn hoảng sợ, vì dòng nước đó rất êm đềm, cứ xuôi đi tới. Nhưng cảnh vật hai bên bờ rất là đẹp, rất là thơ mộng, nhìn mãi mà không chán. Sau đó dòng nước xuôi đưa tôi về đến một cửa, một cửa biển rộng rất là lớn. Tôi nhìn thấy núi cao vời vợi, bốn ngọn núi cao chót vót, nhìn biển xanh thẳm một màu biển rất là đẹp mắt. Nhìn lên cao bốn ngọn núi thì vời vợi. Lúc đó tôi rất vui mừng là tôi đi du lịch sông và biển, chỉ có một mình tôi mà thôi. Lúc đó trong lúc đó tư tưởng tôi rất là thoải mái. Biển và núi, có nghĩa là bốn vách núi cao vời vợi, mà biển này xanh tươi rất đẹp. Tôi nhìn tự nhiên tôi thấy con người tôi nó có một cái gì đó nó hân hoan. Nhưng là cái biển nó chưa bao giờ đi bơi, dù biết rằng tôi từng đi bơi biển, nhưng mà chưa bao thấy cảnh nào mà biển đẹp như thế này. Thì tôi mừng vô cùng, và tôi bơi vòng trong dòng biển, mà biển tự xuôi, tôi đi tới đi luôn. Sau đó tôi nhìn cảnh vật, không bao giờ quên những cảnh vật đó, rất là đẹp. Sau đó sóng biển vâng lên, tôi nhào lên nhộn xuống, nhào lên nhộn xuống, biển nó vâng lên vâng lên vâng lên, tôi nhào tới nhào luôn nhào luôn. Lúc đó tôi thấy hoảng sợ, sóng biển dữ dằn nhào tới dồn nhồn lên, thì lúc đó tôi thấy tâm can của tôi lạnh, bắt đầu lạnh, lạnh từ xương tủy, lạnh đến lạnh thấu cả tim can, lạnh ghê gắt, cái lạnh không tưởng tượng được. Lúc đó tôi chới với, không còn tinh thần nào để ngắm cảnh, mà đã đau đớn trong vùng nước lạnh thấu buốt tim can. Sóng biển vồn tôi nhào lên lộn xuống, nhưng cái biển lạnh thấu tim gan, không thể chịu nổi. Tôi vùng vẫy, lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ chết trong vùng biển này. Thì tôi nghe trên hư không nói vọng xuống rằng: Diệu Hân, con niệm Phật đi. Lúc đó tôi không còn sức đâu để niệm Phật. Lúc đó nó lạnh buốt thấu tim gan, sóng biển dồn tôi dập xuống. Tư tưởng tôi không thể nào niệm Phật được. Tôi đau đớn trong vùng nước lạnh ghê hồn này. Thì nghe trên hư không nói như thế: Diệu Hân, niệm Phật bằng lý trí. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó làm gì có chuyện mà niệm Phật ở lý trí. Nó đau đớn trong vùng nước lạnh đó, nó thấu tim can, mà lấy đâu mà niệm Phật. Lúc đó tôi cố vùng vẫy không niệm được. Thì lúc đó nó, cơn lạnh nó làm cho mình thấu nát tim can, chịu không nổi. Thì lúc đó chỉ có con đường mà chết mà thôi. Thì tôi lấy từ lý trí: Phật, Phật, Phật. Sau đó A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Tôi cố niệm lên thật nhiều, mà tôi cố vượt lên. Sau đó tôi niệm trọn: Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật. Tôi thấy cơn lạnh trong người tôi từ từ xa dần cái lạnh. Rồi từ từ tôi hoảng hồn, tôi nhìn lại, không còn thấy lạnh nữa. Tôi vẫn Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì tôi nhìn chung quanh rất ghê hồn, rất ghê sợ. Dùng biển lôi ngấp ngớp bao nhiêu người trong dùng biển đó. Ôi trời ơi, biết bao nhiêu người mà nói, lớp ngớp trùng trùng đẹp đẹp, không phải chỉ một mình tôi. Biết bao nhiêu người gào thét trong vùng biển đó. Tôi nhìn chung quanh, không phải một mình tôi, tất cả các màu da cũng có, người Pháp có, người Mỹ cũng có, người Nhật cũng có, người Anh cũng có, người Việt cũng có, tất cả đều nhào lộn trong cái dòng biển đó. Nam mô A Di Đà Phật, tôi chỉ Nam mô A Di Đà Phật thôi. Thì trong lúc đó biết bao nhiêu người đổ dồn vào tôi, họ chớp, họ nắm tay giật tôi giật họ, không giật được. Nam mô A Di Đà Phật. Có nhiều người đứng trong vùng biển lạnh đó, họ ngồi ngớp ở kế bên tôi, họ nắm vào tôi, nhưng mà tôi nắm không được họ. Họ nắm, họ cố tình họ chụp người tôi mà không chụp được, mà tôi cũng cố tình chụp không được.
Lúc đó tôi đau đớn trong vùng tiện lạnh, tôi nam mô ai gì Phật, tôi nói sự thật lúc đó đó. Tôi gom người hai cái tay tôi quơ qua quơ lại, tôi nắm để cho nắm bao nhiêu người để đừng lạnh giống như tôi. Nhưng mà khi lúc mà nắm á thì cái miệng không bao giờ rời niệm Phật. Tôi phải làm sao thì tôi cố tình dùng dãy trong cái vùng nước lạnh đó tôi thoát lạnh. Nhưng mà bao nhiêu người họ ngơi ngóp, tôi phải làm gì thì tôi nắm hai tay thì giật lại như vậy, cầm như nè, chân người này nè. Nhưng mà A Di Đà Phật, cái tay của tất cả những người đó giống như con bạch tuộc đó, mình nắm nó trơn trơn, mình cố dùng cỡ nào đó không ấy. Lúc đó tôi đau khổ vô cùng, vừa niệm Phật mà vừa không rời những người đó, thấy người ta góp mình chịu đâu có nổi. Mình thấy cái cảm cảnh của cái lạnh buốt thấu tim gan nó rồi, mình làm gì? Tôi nắm giật, cố tình tôi dừng rồi nè, tôi chăn gân mà cái tư tưởng tôi lại niệm Phật, chăn gân tôi nắm được hai người. Nam mô A Di Đà Phật, tôi nắm được hai người. Nắm đầu điểm Nam mô A Di Đà Phật, cái người đó một chút xíu người đó hết lạnh. Người đó mới nói tôi như vậy: cô ơi, con đã chết mười mấy ngày rồi. Cái cô bên đây lại nói người này, đã nói bên tôi: con chết đây hai mươi mấy ngày rồi. Rồi người đó nói với tôi rằng cái dùng nước này để ngâm người chết 49 ngày. Tôi nghe nói năm người chết 49 ngày. Nam mô A Di Phật, lúc đó tôi chới với. Lúc đó tôi nghĩ là tôi đã chết rồi. Tôi uống hai viên thuốc đó là tôi đã chết rồi. Cho nên tôi nói tôi khóc ở trong tư tưởng tôi nha. Tôi khóc trong tư tưởng. Chết rồi, tôi chết. Tất nhiên con tôi còn nhỏ. Là một, tôi đi tu, tôi chưa có làm được việc gì cho nhà chùa. Tôi đã chết rồi sao? Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó tôi đau đớn trong người, nhìn xung quanh rất ghê sợ. Bao nhiêu người họ ngồi ngóp trong dòng nước đó, còn tôi nhìn mà nước mắt rơi, mà hai tay nắm hai người không làm được gì hết. A Di Đà Phật, chỉ có hai người mà thôi. Thì dòng nước đã đưa tôi xuôi đến một cái ngã ba. Một cái ngã ba này còn ghê hồn nữa. Nó giống như một cái biển người mênh mông, ta ngớp ở trong cái biển đó. Thì tôi cũng trong cái biển đó, tôi nắm hai tay người. Thì người ngớp ở trong biển đó còn giống như là cái một cái lu cá đó nha. Tôi nói thí dụ cho các vị mà thường ở nhà quê mà rộng cái lu cá đó, mà cá rô cá lóc mà nó chạy dài nó nằm ở trong cái lu chặt đó nè. Biển người như vậy đó, nó chặt cứng trong cái biển người đó. Nam mô A Di Đà Phật, tôi thấy tôi hết hồn luôn. Nhưng tôi vẫn niệm Phật. Niệm Phật không cứu được gì, tôi mới hét lên, tôi mới nói: hai người hãy nắm hai tay hai người nữa đi. Nhưng hai vị đó không nắm được người nào. Sau đó dòng nước biển xuôi tôi vào nơi một cửa biển. Một cái cửa biển này rất là to lớn, nó có ba ngõ. Tôi xuôi vào cửa biển thứ nhất. Thay vì ba cửa mà nó nằm ở cửa chính giữa, tôi đi vào. Sóng biển đưa tôi vào cái cửa biển đó. A Di Đà Phật, mà tay tôi không có rời hai người này, mà miệng thì không niệm Phật. Thì tôi đến cái cửa biển đó, thì có một cái tòa nhà rất là lớn. Trước cái tòa nhà đó, đó bốn vách núi cao vời vợi, không nhìn thấy trời đất gì hết, mà thấy biển và vách núi đó thôi. Thì tôi tới một cái tòa nhà đó, Nam mô A Di Đà Phật. Thì nước nó dạt vô cái tòa nhà, thì tôi sắp lửa, tôi lên cái bờ đó, tôi nắm hai người lên bờ, thì tôi thấy có nhiều người. Rất là càng ghê sợ hơn nữa. Những vị đó là ai? Những vị đó là đầu trâu mặt ngựa. Có nghĩa là người nào cũng nhìn thấy ghê gớm. Tôi chưa từng thấy cái mặt của những người này. Hồi xưa tôi người đời tôi đã thấy rồi. Hồi nhỏ tôi đã bị rượt, các vị rượt tôi rất nhiều. Gương mặt của các vị rồi còn ghê hơn ác cỡ nào. Nhưng mà xuống đây còn nhiều hơn nữa. Có nghĩa là cái dạng người đứng để chờ tôi. Thì tôi bước lên có nhiều vị nắm tay tôi kéo lên. Nam mô A Di Đà Phật, tôi không có buông mấy người ra, nắm hai người để kéo lên. Thì tôi thấy các vị rồi, tôi quỳ xuống đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật, con diệu hân xin dập đầu cúi lại ngàn vạn vị quỷ dương Bồ Tát. Tôi quỳ xuống lại, nhưng mà hai tay tôi không bỏ hai người dông linh nó ra. A Di Đà Phật, thì một cái vị nó nói tôi như thế này: diệu hân, hôm nay con đã tới đây rồi đó, mà hồi xưa con người đời đó con đã từng thấy quỷ và ma phải không? Nhưng hôm nay con thấy quá nhiều phải không? Nhà con nói, tôi mới nói rằng dạ con thấy quá nhiều. Thôi con kính lễ các ngài, con không biết con có tội gì. Nhưng mà ngày hôm nay con tự nhiên con rơi vào chỗ này. Xin nghe các ngài tha thứ cho con. Thì tôi thấy ha, lúc đó mắt hí mà. Lúc đó là đã mắt hí rồi, tôi cố nhấn lên tự thấy ha. Các vị mặc cái áo màu đen bên trắng. Mà đầu, người thì đầu ngựa, người thì đầu trâu. Có nghĩa là cái tai, cái áo của các vị đó. Thấy không? Không phải chiếc áo mình đâu, cái áo nó rộng thênh thang. Nhưng cái bàn tay của các vị, cái bàn tay nó nóng bóng vuốt ghê lắm, che phủ đi. Khi mà các vị phủ một cái nè,
Tôi thấy cái bàn tay thấy ghê hồn rồi. Nhưng mà hồi xưa hồi nhỏ tôi đã thấy rồi, nhưng mà thấy cũng vừa thôi. Bây giờ nó quá nhiều đi. Nam mô A Di Đà Phật, tôi nắm hai tay cái dòng linh đó tôi không buông ra tới năm một. Rồi các vị mới nói là con á, Diệu Hân đó, hồi xưa người đời đã tôn kính tất cả mọi người, dù người đó xấu ác con cũng đều tôn kính. Mà con tới đây là con tôn kính, biết là Quỷ Dương Bồ Tát con cũng tôn kính, đó là cái điều phúc đức của con. Và cái đôi mắt của con á, được Phật cho con á, là do cái tiền kiếp con có và cả kiếp này. Cho nên con ngày hôm nay con đến đây con thấy quả khổ để sau này con đi dần về giảng pháp. Thì tôi nghe nói vậy thì tôi không tin vào mình, không tin luôn. Lúc đó là thấy rồi, thấy hoảng sợ rồi. Thì các vị mới nói tôi như thế này: Diệu Hân ơi, con buông hai dòng linh này ra đi. Tôi mới nói thôi con buông đâu. Các vị nói nếu mà con mà không buông ra là con chịu quả, có nghĩa là con chịu, con làm nghịch quả khổ. Tại vì người ta chưa đúng 49 ngàn mà con đã dẫn lên tới đây là con mà mang tội đồ rồi đó. Bây giờ mà con không buông ra là con còn tội nữa. Nam mô A Di Phật. Tôi mới nói thôi buông ra. Thì tôi buông ra, hai dòng linh nó khóc ngất luôn. Rồi sau đó hai vị đó đưa hai dòng linh nó đi hai nơi, tôi không biết đi về đâu. Nhưng rồi sau đó các vị đó đưa tôi đến một cái cửa nữa. Nam mô A Di Phật. Cái cửa đó tự động mở ra. A Di Đà Phật. Cửa đó tự động mở ra thì tôi thấy có ba hào quang li ti. Thì tôi thấy ba hào quang li ti thì tôi nhìn lại đó có Địa Tạng Vương Bồ Tát sư phụ và Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Hải và một vị nữa là nhiều tai nhiều mắt. Tôi không biết vị đó tên gì, nhưng bây giờ tôi biết đó là Chuẩn Đề Bồ Tát A Di Đà Phật. Thì tôi mới đảnh lễ ba vị, tôi quỳ tôi lại đảnh lễ ba lại. Con Diệu Hân xin dập đầu cúi lại ba vị A Di Đà Phật. Tôi xin tường thật lại khi Bồ Tát nói những gì, tôi xin tường lại A Di Đà Phật. Bồ Tát Quan Âm Nam Hải nói rằng: sông thuyền Bát Nhã độ quần sanh, con còn nhớ rõ chưa? Bây giờ trước mặt ba vị con có tội lỗi gì, con nên khai báo hết tại đây. Tại vì con vào cái cửa này đó thì các vị phải chờ con ở đây để mà các vị hướng dẫn con đi vào 20 tầng địa ngục. Trước khi vào 20 tầng địa ngục, Diệu Hân phải sám hối tại đây những cái tội lỗi của Diệu Hân đã tạo từ cái hồi mà còn bé cho đến lớn, và cho tới ngày Diệu Hân đi vô chùa tu, Diệu Hân phải sám hối tội lỗi mình đã gây ra, rồi Diệu Hân mới được vào những cái cửa đó. Diệu Hân suy nghĩ kỹ mà sám hối trước mặt ba vị Bồ Tát đây, để mà cái tội lỗi của Diệu Hân có rồi, có hay không là không, hay có là không cần biết, mà Diệu Hân phải tường thuật rõ ràng để qua những cái cửa này mới được. Nếu Diệu Hân không tường thuật thì không qua được. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó Diệu Hân mới quỳ lại ba lại. Diệu Hân mới nói như thế này: Bồ Tát ơi, con cũng có nhiều tội, nhưng mà tội á thì có cái tội mà con đã qua, con đã sám hối rồi, mà cái tội chưa sám hối thì cái nào mà con sám hối rồi á thì con xin sám hối. Thì Bồ Tát nói cái luật ở đây đó, mà nếu mà không sám hối rõ ràng á thì con bị chịu quả khổ, mà quả khổ này á là không thể dung tha. Nếu dù bất cứ người đó là người tu nhiều đời nhiều kiếp cũng phải chịu, và cả Bồ Tát và Phật cũng phải chịu thôi, chứ không phải riêng chỉ một mình con. A Di Đà Phật. Diệu Hân mới nói rằng: con có tội thứ nhất là con hồi xưa con người đời đó con làm ăn rất là giỏi, nhưng con không có bao giờ mà muốn lấy tiền của người ta, không có đâu. Con làm ăn rất là giỏi nhưng đồng tiền nó đi hết là tại vì con không phải là người đời, con là nhà chùa. Nhưng cuối cùng cái sự làm ăn đó rất giỏi giang đó, con có thiếu nợ em con là Đỗ Ngọc Liên số tiền là 37 triệu. Con lấy số tiền đó cho vay người bắt nợ xã hội đen, con đem trả thế cho người nhưng người không trả lại cho con. Số tiền mà đó người ta lấy hết, con không có tiền, mà tất cả tiền của con cũng đem đưa cho xã hội đen. Cái cuối cùng cuộc đời của một cái người đời còn ở tại chưa xuất gia đó, người đó đưa cho những người xã hội đen hết. Tại vì những người họ xã hội đen đó họ nghèo lắm, cho nên con đem đi đưa cho người ta có tiền để trang trải. Con nghĩ rằng con giúp người ta để mà qua cơn khổ thì tiền đó, số tiền lợi ích người ta trả con thôi, nhưng người ta không trả, cho nên con mắc nợ em con là 37 triệu. 37 triệu đồng này không phải là con lấy, mà chính em con nó cũng biết đồng tiền này con đưa cho những người trong xã hội đen mượn để mà trả thế, để mà làm phước mà thôi, ngoài ra con không nghĩ gì. Nhưng tất cả mọi người không trả con, cho nên con rơi vào nợ của em là 37 triệu. Con cố tình làm mãi mà không được,
Khi con hết tiền rồi, con có mượn hai chị con số tiền gần 10 triệu đồng để làm nên sự nghiệp. Tại vì tiền của thì hết, nhưng mà 10 triệu có thể giúp con làm thêm để kiếm tiền trả cho em. Mong ước của con á là phải trả tiền cho em con mà thôi. Nhưng con cố gỡ gạt càng lúng sình, thợ thầy đều ra đi. Con 4 năm ở không đi lượm rau sống qua ngày. Tâm con không ngừng cầu nguyện cho em và chị con làm ăn phát đạt. Con làm mà mất một, xin Bồ Tát và các chư vị bù lại 10 lần, như vậy con mới an tâm. Thì con được một duy trì địa mẫu. Bà hiện thân bà nói con rằng con an tâm đi. Tiền của em con là em con mất một thì em con sẽ tìm lại 10. Chị con cũng thế, con hãy an tâm. Phật và Bồ Tát hộ trì cho tất cả. Con thiếu nợ ai thì người con thiếu người ta một, thì các chư vị vô hình sẽ ủng hộ con cho những người đó kìm lại 10. Con hãy yên tâm, họ không đòi con nữa đâu. Con cứ đi tu. Cho nên con còn thiếu nợ em con là 37 triệu. Nam mô A Di Đà Phật. Và tội lỗi thứ hai, con thiếu nợ làm công của cô thợ và buôn bán. Chính cô này làm mất số tiền của con rất nhiều, mà lúc nào cô đó cũng nói cô không biết. Nhưng tiền cổ nắm và buôn bán cổ nắm, cô đem tiền về cho con. Thì con hỏi tiền đó đâu, mà tại sao bán về bán hết đồ mà tiền không có. Cô lại trả lời rằng cô không biết. Thì con mới nói rằng những đồng tiền đó những người vô hình họ lấy rồi. Nếu cô không lấy thì người gian không lấy, thì tất nhiên người vô hình họ lấy rồi. Tại vì tôi là nhà chùa, họ cố tình lấy mà để tôi đi về chùa mà thôi. Đó là con có nói. Tội thứ ba, thấy người ác tâm con chịu không nổi. Con nói thầm rằng những hạng người này sống trên đời là ô nhiễm xã hội, chứ không làm lợi gì cho xã hội hết. Đó là con có tội đó. Và tội thứ tư, con cố giấu thân phận không dám nói là con nghèo. Tại vì chung quanh con toàn là những người khinh khi xem thường con. Con không thể để lộ, nhất là trình độ học vấn của con không nói thật. Bồ Tát Quan Âm nói, con về chùa có tội không? Dạ, con có tội đó. Con ra tội, ra chợ con mua thịt về cho con ăn. Tại vì con còn quá nhỏ. Tuy con là người xuất gia, nhưng lâu lâu con ra chợ con mua thịt về cho con ăn. Tại vì nó còn quá nhỏ, không ai đi chợ, con có tội. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát hỏi, con có chửi thầy trụ trì và tăng cùng Phật tử không? Dạ thưa Bồ Tát, con có về chùa, con trình bạch với thầy về nguyên nhân con vào chùa. Thầy sư phụ nghe lời Phật tử kẻ vạch con, nói là con mắc nợ vào chùa trốn nợ. Nói con không phải là con nói là không phải đâu, con không muốn. Nhưng không phải vì thiếu nợ đó mà về chùa, mà là con của nhà chùa, được các vị dẫn về chùa đi tu. Các vị tăng gặp con cứ miệt thị nói thẳng, và nói con là trốn nợ đi tu, hoặc là con muốn đi dụ vô chùa đi kiếm tiền, chứ không phải là tu. Con mới nói như thế này, thầy tu gì không đủ đạo hạnh, cứ nghe lời Phật tử, vậy mà con phải quỳ bên chân, thật là uổng phí công quỳ. Phật tử tụng kinh làm công quả mà lại hỗn xược với ni cô. Có lần ở trước Phật tổ Đạt Ma, có chú Phật tử nói, chỉ cạo đầu tóc không khác nào sư cô. Con mới nói, biết vậy thì kêu bằng cô đi. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi con đi tu đó, các vị Bồ Tát có dạy là xuất gia tu chánh đạo. Ở tuy ở gia, ở chợ, ở chùa, nhưng con là hạng xuất gia. Anh chị em của con, ruột thịt của con không được nhận. Tại vì con là hạng xuất gia, mà con là con của nhà chùa nhiều đời. Anh chị em con là người đời, là em, là anh, là chị. Con về chùa tất nhiên là con của nhà chùa. Anh chị em của con phải kêu con bằng cô. Con phải kêu anh chị em bằng cô chú rõ ràng. Đừng phải phân biệt giữa người xuất gia và người tại gia. Không nghĩ là anh em dòng họ. Nếu con nghĩ dòng họ và anh em, tất nhiên con không phải là người xuất gia, thì con không có độ chủ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ và cả toàn thể quốc dân được. Cho nên con phải tách rời ra. Con phải biết con là người xuất gia. Những người thân của con là bá tánh của con. Cho nên khi con dập chúng vào chùa, con thấy ở những nơi những lời nói của các cô Phật tử chửi con, cho nên con mới nghĩ rằng dù con là cô tiểu, nhưng cô tiểu xuất gia chỉ có một giờ cũng là cô tiểu. Phật tử phải biết tôn tư trật tự.
ở đâu là tiểu, đâu là con, ở đâu là Phật tử. Phật tử dám cả gan đứng chửi con, ai cho phép đi tu mà tự xưng là con. Sư phụ vẫn nói, mới xuống tóc có một ngày mà đòi làm sư cô rồi. Con mới đính chính với sư phụ là con không nói là sư mà nói là cô mà thôi. Cô tiểu cũng là cô tiểu, luật ở nhà chùa dù một giờ cũng là cô tiểu. Nếu nói Phật tử là phải biết luật, còn nói là ai cho phép đi tu đó là ghê sợ. Phật tử này không phải là Phật tử của nhà Phật. Sao các bà này kỳ vậy sư phụ? Sư phụ nói im, không được cả trang, tu mà kỳ vậy. Con im lặng trước mặt sư phụ, nhưng thân tâm con không im lặng, mà nói là thầy sư phụ tệ hệ. Phật tử chắc là Phật của sư phụ, nói cái gì cũng dè theo Phật tử, không biết phải trái. Nếu biểu im đừng lên tiếng, sư phụ phải tôn ti trật tự, phải trái. Chùa Bát Nhã này không khác gì người đời, không phải là người tu. Uổng công con vào chùa tu theo các thầy, con không chịu đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin dập đầu cúi lại như vị Bồ Tát, con xin sám hối tội lỗi. Con biết tội lỗi vì lúc đó con mới vào chùa không biết luật bổn tự. Tu không cần thanh minh quan trái mà phải nhẫn nhịn mới là tu. Con rất tôn trọng sư phụ cũng như Bồ Tát đã dạy con. Không dễ đãi trong đường tu, phải tôn kính sư phụ như cha mẹ. Không được tâm loạn khi sư phụ không có tình yêu thương. Lúc nào tâm không rời cha mẹ, Phật và Bồ Tát và sư phụ yêu thương không rời. Con có sao nói vậy, không hề nói sai. Bồ Tát Quan Âm nói còn tội con chưa nói ra hết. Cha mẹ bất hiếu như thế nào? Dạ thưa Quan Âm Bồ Tát, con rất thương cha mẹ con. Con chưa bao giờ hỗn láo với cha mẹ, nhưng hiếu đạo với cha mẹ con không bao giờ quên. Nhưng có điều cha mẹ chồng con không thương con, nhưng con vẫn tôn kính ở trong tâm. Còn đối với cha mẹ chồng con có tội là lúc ép con vào thế kẹt. Con có tức giận, con nói là thượng đội thì hạ đạp. Ông bà cứ nhất quyết con tham lam, nhưng con không có tham lam. Mà cả nhà cứ ép con, không nể trọng con, thì con tức lên, con mới nói là thượng đội thì hạ đạp. Bồ Tát Quan Âm cũng la con rồi, con cũng sám hối từ đó rồi. Bồ Tát nói có tội ngỗ nghịch cha mẹ, con cũng nhận lỗi và sám hối. Còn đối với anh chị em của con mang tội là giấu giếm, làm ăn không được, con nói là được. Tại vì anh chị em có con có tật khinh khi, con thậm tệ. Con không muốn ai xem thường con. Tại vì con gặp các chị, các anh con hay nói xiên nói xỏ. Con là hai bàn tay trắng, không bì với anh chị em con. Con đành nói có mà thôi, chứ con không lừa gạt ai hết. Trong tâm con có quyết chí làm ăn có tiền để cho anh chị em nghèo, và cứ giúp người nghèo mà thôi. Còn đối với con của con đó, con không có tội. Tuổi thơ của con rất là gian nan. Con không muốn con của con dựa vào con mà ăn xài nhiều thì hư thân. Con xài tiền cho con rất là hà tiện. Cho con ăn rất chừng mực lúc đó. Lúc có tiền cũng thế, hoặc là nghèo túng cũng thế. Con có tội với con trai của con là lúc con đi bán không có ở nhà, dượng ghẻ đánh đập tàn ác mà con không hay. Khi con biết được rất đau lòng và khuyên con của con. Con nói với con rằng như vậy, con bị đánh đập như vậy đó là đánh lén thôi. Còn mẹ đó, cả cuộc đời đó mẹ bị đánh nhiều lắm, và mẹ bị đau thương nhiều lắm, và mẹ cũng bị sỉ nhục nhiều lắm. Con hãy nhìn cái gương của mẹ đi, rồi con hãy thương mẹ, mà con đừng quán than. Từ đây sắp tới mẹ sẽ thương con, mẹ sẽ phải nhìn, mẹ gìn giữ con, không để cho người đó đánh con đâu. Nhất định mẹ không để cho con bị đánh. Con hãy thương mẹ và hãy tha thứ cho mẹ. Còn đối với người chồng đó, con chưa bao giờ sống thiếu tư cách của người vợ. Từ cuộc sống đến xã giao, xã hội, con đều lo toan hết. Người ấy dựa vào con. Con và người ấy ly thân trước 4 năm, nhưng vẫn sống chung trong nhà. Sau đó con đi tu, người chồng ấy ký giấy cho con đi tu. Con đi tu vẫn sống chung trong một nhà, tâm tư con không dao động ái ân, mà là nhất tâm tu theo Phật. Dù con ở chung với người ấy, nhưng thân tâm con là ni cô, người đó là Phật tử của con mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát hỏi, đối với xã hội con có làm gì ác không? Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Bồ Tát, con thà chịu lỗ lã chứ không chịu lỗ lã gì con. Con không cắt xén của người. Con có thiếu nợ người đó, con cố tình trả quặt cho người, chứ không hề con cố tình lấy của người. Con chỉ có tội người đó đã từng ăn gian con nhiều lần. Con nói không được. Khi con mắc nợ người đó đó, con cố tình không trả. Dù có chửi rủa con cách nào cũng không trả. Còn người thiếu nợ con đó, không có tiền trả, con vẫn đi đòi. Nhưng con biết được người đó nghèo con cho hết.
con không hề luyến tiếc dù số tiền đó rất là lớn đối với con. Còn người gian tham thiếu tiền con không trả đó, con cũng đòi, nhưng họ quá ác tâm, con cũng bỏ nhưng còn tiếc. Đó là bài học của con đã học qua. Bồ Tát hỏi, chứ còn tội gì nữa không? Dạ thưa Bồ Tát, con nói hết rồi. Bồ Tát nói, quả chắc không? Con trả lời chắc. Bồ Tát nói, cả gan cho dịu hơn. Còn kiện sát sanh hại vật làm chi? Nam mô A Di Đà Phật, con nhớ rồi. Lúc con còn nhỏ, con cũng từng chặt đầu ếch làm cá. Nam mô A Di Đà Phật, con nhớ ra rồi. Có bà hàng xóm sau lưng hẻm, bà già rồi. Mà mỗi lần bà đi chợ đó, bà đi mua cá, mua đầu cá, mua đủ thứ về, bà nhờ bà kêu cửa sau lưng nhà đó, bà kêu con á là ra đập đầu cá cho bà. Rồi thỉnh thoảng con cũng về quê, con cũng cắt cổ dịch thay cho anh chị em con làm dỗ. Sau khi lớn lên con được các vị dạy không được sát sanh hại vật, từ đó con bỏ luôn. Con chỉ tội là đi mua về ăn và bán cơm, bán hủ tiếu thịt một thời gian mà thôi, nhưng chưa hề sát sanh, chỉ đi mua thịt làm sẵn mà thôi. Con bán cơm cho người nghèo ăn no đó, không bán đập đổ, bán cho học sinh sinh viên và thợ hồ ăn với giá lời ít, lấy công làm lời. Sau đó con bỏ nghề bán cơm, chuyển sang buôn bán lặt vặt, cắt áo quần sỉ lẻ, bỏ đầu mối các chợ lớn trong thành phố, và con bán vải ở Sói Trình Lâm, và con cũng bán ở Tân Bình, nhưng mà thời gian bán rất ngắn, và con cố làm đẹp cho mọi người, mặc áo quần con may chắc may đẹp. Con lời một là vì con lựa vải tốt, vải tồn kho cắt may lại, mướn thợ may giá cao, hàng chất lượng, nên nhiều người đặt hàng, nên nhờ vào số nhiều, nhưng tiền thì chi phí rất nhiều, nên con tồn tại không được bao nhiêu. Con nuôi thợ, nuôi người đi bán hàng rong, nếu như hàng ngậm, con phải giải quyết hàng động. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát hỏi, còn công nhân của con nữa chi? Nam mô A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, còn công nhân của con nữa. Dạ thưa Bồ Tát, con rất thương công nhân của con. Con không có đối xử tệ đâu, con biết nó xa cha mẹ nó, gần bên con thương nó lắm. Mỗi đêm con phải canh chừng đắp mền cho từng đứa. Có đứa bệnh con thức để canh không dám ngủ, mua thuốc cho nó uống không khác gì mẹ của nó. Còn con của con á, ăn gì thì nó ăn đó, con không thiên vị người làm công. Chúng nó thích ăn món gì thì con mua thật nhiều, con không hà tiện, mua nhiều thật nhiều cho ăn thỏa thích thì thôi. Chỉ có cuối cùng trong việc buôn bán thua lỗ đó, con có thiếu nợ cô công nhân làm lâu năm số tiền công và mượn, con không có khả năng chi trả. Cô đó cũng biết con không có một xu, cô đó cũng chẳng đòi. Nó cũng nguyên nhân của nó, cô đó cũng biết con thua lỗ đồng tiền, thua lỗ gì đâu. Chính cô đó biết rõ gì, cô đó là người giữ tiền, không phải là con. Nam mô A Di Phật. Còn đối với xóm ghiền gần nhà con làm sao? Nam mô A Di Phật, con lúc nào cũng tôn trọng. Con không hà hiếp người, không hại người, không lợi dụng người. Người lối xóm kế bên con hoặc xa con, nếu họ thiếu, con sẵn sàng chia chát cho người ta ăn, con không bao giờ bỏ qua. Khi biết người ta đói nghèo, con càng chia thêm. Con có thể lấy sạch tiền của con đưa cho người ta, chứ con chưa bao giờ lợi dụng của người lối xóm. Và người lối xóm họ ghét con là không phải là do con, là do người ta. Vì cái ích kỷ, vì họ có cái ta đây, khi con ai người ta đến xin được tiền, con xin gạo con đều cho, họ ghét con vì cái tội đó mà thôi. Vì con nghèo mà con phách lối, cho nên họ ghét con mà thôi. Chứ những người hiền họ không bao giờ ghét con, tại vì con chưa bao giờ xúc phạm tới họ. Nhà con có thể nói những lời tốt đẹp đến người đó, chứ con chưa bao giờ xúc phạm. A Di Đà Phật. Bồ Tát hỏi, con xét kỹ rồi chưa, còn tội gì nữa không? Dạ con xét kỹ rồi, con không còn tội gì nữa hết. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa Bồ Tát, con hỏi Bồ Tát ơi, Bồ Tát cho con biết có phải con chết rồi không? Bồ Tát làm thinh. Bồ Tát hỏi, còn con đi bán chuỗi hạt ở chợ đời chi? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa Bồ Tát, con bán qua đồng này, nhưng chẳng hạn như con không bán mắc và cũng không bán rẻ, con lấy đồng lời đó đó. Con có ba cách chia đồng lời. Người nào mà thay vì con bán đó, cái chuỗi hạt nó 5 ngàn mà ta lợi ta trả hoài đó, con bán 4 ngàn. 4 ngàn là con biết là con không có lời đó, không có lời, nhưng mà ta nài quá rồi làm sao con phải bán, nhưng đúng ra là phải 5 ngàn. Mà cái đồng nài đó thì con lấy tiền đó con về con cho người đời ăn. Còn mà cái người mà ta không nài mà con lời được 1 ngàn đồng của sáu chuỗi đó, thì con lấy tiền đó con nhập vô Tam Bảo Phước Điền để con chia sẻ quốc dân nghèo. Còn cái tiền mà người ta tới mà ta trả giá đó,
con lấy con cho người đời, họ ăn đi học, con phụ với ủy ban, chứ con chưa hề lấy, con chưa hề gian trá. Nhưng có một lần đó con bán, con vô chợ lớn đó, cái cô đó cũng bán cho con 20, không, không phải là 10 sâu chuỗi. 10 sâu chuỗi đó là cô đó bán cho con, là con về con bán lợi là 20 ngàn, cổ bán con là 10 mấy ngàn một sâu chuỗi, nhưng con về con bán lợi là 20 ngàn. Cổ nói với con rằng sâu chuỗi này rất tốt, không có bay màu, thì con thấy nó rất đẹp, nó 108. Con mới đem về con bán 9 sợi, con thấy đẹp quá con chừa lại 1 sợi để con đem lên bàn thờ Phật để con thờ mà thôi. Nhưng hôm đó con thấy nó đẹp quá đi, con đem xuống con vò vò nó ra thì nó bay màu. Con hoảng sợ, con quỳ lại Phật tổ vì con thiếu ý, cho nên con bán chuỗi hạt không có được tốt để cho quốc dân Phật tử ta mua. Thì như vị hộ pháp vô hình đã sắp xếp cho con gặp một vị Phật tử để đến chùa Bát Nhã, thì con sám hối trước sư phụ và vị Phật tử đó, trước Phật tổ, rằng con vô tình bán, con xin thu hồi lại. Và sáng hôm sau đó con đến cái chợ Phú Nhuận thì con thu hồi lại 8 sợi nữa, nhưng mà con không tìm được Phật tử, là con cũng sám hối rồi. Cái tội lỗi này con có biết, con có tội, con sám hối. Tại vì con mà để cho Phật tử mua những cái sâu chuỗi mà nó bị bay màu mà con nói đó tốt. Tại người ta nói tốt thì con nói tốt, đâu có biết. Nếu chừng con biết được là con là người biết trước, con sám hối, xin Bồ Tát tha thứ cho con. A Di Đà Phật. Vậy vậy Bồ Tát ơi, con xét kỹ rồi, con không còn nữa. Bồ Tát hỏi, con đi tu phát nguyện như thế nào? Dạ thưa Bồ Tát, được các vị Bồ Tát dạy là tứ đại vai không, không tham đắm vật chất của thế gian, tu chánh pháp đi độ người sống và người chết, con có nhất tâm không? Bồ Tát hỏi, con có nhất tâm không? Dạ thưa Bồ Tát, con nhất tâm. Chứ tại vì sao con không chịu về chùa nhập chúng? Dạ thưa, thứ nhất, con của con còn quá nhỏ. Thứ hai, con chưa chọn được chùa để vào. Con chọn chùa Tăng á, con vào đó, khó hơn thầy nào cho con vào. Tại vì hình tướng của con quá ghê. Với lại con phải chọn chùa tu chánh đạo. Ông sư thầy phải tu tứ đại vậy không? Còn tiền còn bạc con không chịu vào tu với ông đâu, nhất định con không vào. Con xin ở tạm chung với người đời, thời gian nữa sẽ về. Con đã biết tiền kiếp nhiều đời của con là tăng của nhiều tăng đoàn, nhất định con phải về tăng đoàn nhập chúng. Bồ Tát hỏi, giới tăng có bao nhiêu giới? Diệu Hân có biết không? Dạ thưa Bồ Tát, giới tăng có 250 giới. Thế Diệu Hân chọn giới nào? Dạ thưa nhị vị Bồ Tát, con ngu dốt không có học trường Phật học như các thầy các cô, nhưng con chọn một giới một mà thôi. Dù biết là con đang chọn giới sa di là 10 giới. Bồ Tát hỏi, giới đó là giới gì? Dạ thưa, đó là giới nhất tâm, tu chánh đạo. Bồ Tát hỏi, chánh đạo có, đó gồm có những gì? Dạ thưa Bồ Tát, chánh đạo đó là không tham sân si, không tham đắm tiền của Phật tử và chúng dân, không tham cắt tiền của, không tranh giành cao thấp, không ỷ lại khi mình có những vị, không xem thường người dù người đó là hạng người vô trí. Phải biết thương người nghèo, phải bảo hộ Phật tử đi vào chánh thiện, thấy người nghèo khổ và bạn đồng tu thiếu thốn ủng hộ nhiệt tình, không thể bỏ qua. Phải biết tôn trọng bậc tu đi trước, khi gặp hòa thượng thượng tọa buông nón bỏ dép đảnh lễ, cúi đầu đảnh lễ, không dễ đãi với Phật tử, không bẩn cợt đùa giỡn hoặc nói lời chấp chọc đi qua, không làm biếm, tinh tấn học và hành đúng luật bổn tự, không đến nhà Phật tử để cầu thân, không được nói lời xu nịnh với Phật tử, không được lợi dụng Phật tử, thọ thí thực của Phật tử, phải phát tâm cầu an cho Phật tử hàng ngày, không được rời xa thọ thực cúng dường của thí chủ đằng na, dù là một vật nhỏ không đáng nhưng cũng là công sức của sự tôn kính của nhà tăng, phải lấy công đức của thí chủ đằng na mà tu nhất tâm, không được sao lãng. Ăn một hạt gạo của thí chủ đằng na dí như ngọn núi tu vi cao vời vợi, học pháp chỉ dẫn của Phật tổ Như Lai như ngàn vạn núi tu vi, sẽ nhớ mãi những pháp tu chánh đạo mới gọi là giới nhất tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát hỏi, ai dạy con nói giới nhất tâm này? Dạ thưa Bồ Tát, con tự điểm lại thân tâm khẩu ý của con, quả khổ và quả vui là phù du. Con xét bản thân từ ngày nhỏ cho tới lớn, tham muốn ích kỷ tư lợi tranh giành là án mây mờ trong cuộc sống. Tất cả đều không tồn tại khi được việc gì mình ưa thích là vui vẻ, khi đụng chuyện đau buồn là mặt cáo mày nhăn, đó là tham đắm. Con tự thấy không nên tham đắm vào đó,
Không mong, không cầu, ngày ngày con phải xét bản thân của con. Có sai điều gì con tự sửa, không làm phiền với tất cả những ai. Con thấy người khổ đau trước mắt, con đến khuyên nhủ. Thấy kẻ ác tâm, con cố gắng đến gần, khuyên lời khuyên nhất tâm. Thấy người thiếu hụt, nếu con có, con cho không hề tiếc rẻ. Bồ Tát hỏi, con có biết tứ đại vay không là gì không? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa Bồ Tát, con biết. Tất cả đều không, không có cái gì của ta hết. Bồ Tát hỏi, tất cả giáo pháp được khai ngộ là của ai? Dạ thưa Bồ Tát, của đấng từ bi chánh đẳng chánh giác. Khai ngộ giáo lý di diệu đầu tiên là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và sau đó ngàn vạn vị Phật kế thừa. Bồ Tát hỏi, sau những vị Phật kế thừa còn có ai? Dạ thưa Bồ Tát, theo con biết giáo lý của vị Bổn Sư truyền thừa lại gồm có ba quả Phật: Bồ Tát Duyên Giác và Thanh Văn. Bồ Tát hỏi, thay ba đời chư Phật tại thế là ai? Dạ thưa, đó là Tăng. Bồ Tát hỏi, Tăng có mấy Tăng? Dạ thưa, Hiền Tăng và Thánh Tăng. Bồ Tát hỏi, Hiền Tăng sao gọi là Hiền Tăng? Dạ thưa Bồ Tát, Hiền Tăng là tu chánh đạo, những giáo lý của Phật không rời thân tâm khẩu ý, cắt ái ly gia, xuất gia học đạo, không tham đắm vật chất, lấy giáo pháp của Phật truyền thừa cho hậu thế, đó là Hiền Tăng. Bồ Tát hỏi, còn Thánh Tăng? Nam mô A Di Phật. Dạ thưa Bồ Tát, Thánh Tăng là bậc giác ngộ hoàn toàn, không nhiễm bất cứ vật vào thân, từ bi trí dũng song toàn, tứ đại vay không, làm gương cho mười phương tăng, đó là bậc Thánh Tăng. Bồ Tát hỏi, tại sao gọi là Phàm Tăng? Dạ thưa Bồ Tát, Phàm Tăng tuy cắt ái ly gia nhưng tâm còn phàm tục, tham sân si, dù có trí, có tăng tướng, có nhưng không có bi trí dũng, thọ thực của thí chủ, tham đắm cất giấu làm của riêng, nói pháp ngoài môi, lại Phật là lại cho có, kinh pháp học cho có, nhưng không hành theo tổ sư truyền thừa, đó gọi là Phàm Tăng. Bồ Tát hỏi, con có hối hận khi phải đi tu không? Dạ thưa Bồ Tát, trước kia con vào tu con hối hận lắm. Dù con biết rõ con là nhà chùa nhiều đời, và con cũng thấy con có nhiều tiền thiên là tăng nhiều đời, con tu theo phạm hạnh. Khi con chạm phải Phật tử và các thầy chê bai con là chẳng ra chi, con ghê sợ dèm pha. Tại vì ở chốn người đời đó, con đang giận và nghe chửi quá nhiều. Khi vào chùa thấy cảnh tượng ấy, con rất ghê sợ. Con được nhiều vị sư phụ dạy cặn kẽ, trái nghịch ở trước mắt là thuận duyên chứ không phải là nghịch duyên. Từ đó con hiểu và giác ngộ hoàn toàn, nhất tâm tu chánh đạo, dù gặp hoàn cảnh nào cũng an tâm mà tu. Bồ Tát ơi, cho con hỏi, có phải con chết rồi xong Bồ Tát cho con biết được không? Bồ Tát làm thinh. Bồ Tát dẫn Diệu Hân đi khắp thành cao vời vợi. Điều lạ là Bồ Tát lướt qua, Diệu Hân cũng lướt qua. Đi vòng quanh xa lắm, Bồ Tát nói, tất cả thành này toàn là ngục nhốt hồn, trên thế gian tội chướng bao nhiêu thì trở về nghiệp kiếp ở chốn này bấy nhiêu. Bồ Tát dẫn Diệu Hân lướt nhanh gió dù dù rồi quay lại về chỗ cũ. Bồ Tát nói với các vị Bồ Tát mặt dữ dần như thế nào đó, Diệu Hân không nghe. Rồi các vị đó lại dẫn nắm tay Diệu Hân, nói, Diệu Hân ơi, bây giờ Diệu Hân đi với các thầy đi, đi vào ngục nhé. Diệu Hân nhớ là vô ngực đó, Diệu Hân không được khóc, mà Diệu Hân phải bình tĩnh nhìn thấy để sau này Diệu Hân về ghi nhớ để giảng pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó Diệu Hân biết mình sẽ vào ngục. Diệu Hân quỳ xuống lại ba vị, ba lại Diệu Hân theo các vị. Diệu Hân mới nói rằng, các vị ơi, các vị dẫn Diệu Hân đi, trong đó là có những gì các vị cho con biết được không? Các vị mới trả lời, vào ngục đi rồi sẽ thấy. Nhưng Diệu Hân không được khóc nghe chưa, nhất định không khóc, phải nhìn cho kỹ, không được khóc, cứ niệm Phật, đừng bỏ tiếng niệm Phật, nghe rõ chưa? Nam mô A Di Phật. Diệu Hân đi vào với các vị. Diệu Hân có nhớ rõ ràng khi đi vào một cái bóng tối âm u đó, thì Diệu Hân nhớ rõ đi vào một cánh cửa trên đó có đề chữ hai chữ Hán. Diệu Hân không biết hai nhị vị nói đó là bất hiếu. Đi vào trong, tâm can Diệu Hân lạnh buốt trong bóng tối âm u ghê sợ. Người thì ngồi trên bàn lửa, người thì ngồi trên cối xay, người thì thịt nát xương tan, người thì ngồi trên bàn trong, người thì ngồi trên bàn đá đóng băng, người thì bị giả lửa thiêu đốt, người thì bụng bự, cổ nhỏ đầu to. Diệu Hân bật lên tiếng khóc,
mà chẳng dám rời niệm Phật. Như vị Bồ Tát nói, Diệu Hân, quên lời hứa rồi sao? Đã nói là không khóc, tại sao khóc? Diệu Hân hỏi, Bồ Tát ơi, cho con hỏi, người chết thể chất chôn và thiêu rồi, sao ở đây lại có thân người, thế là sao? Bồ Tát nói, đó là thị hiện. Trước kia hình tướng đó chết lại hiện y tướng nguyên, còn sống mà thọ quả báo. Nếu không thị hiện được, tướng làm sao cho là quả báo? Cũng như con đi xuống đây, nhưng xác con ở trên võng nhà con đang ngủ. Lúc đó Bồ Tát đưa cái bàn tay ra, Bồ Tát đưa bàn tay ra, Bồ Tát Quỷ Dương vẽ một cái gạch đường như vậy. Diệu Hân nhìn thấy mình đang nằm trên võng A-di-đà Phật. Thì Diệu Hân nhìn thấy mình, nhìn lại thấy mình một bóng mờ, một bóng mờ, nhưng không phải là mình là thật nha. Mình thấy mình một bóng mờ, thì mình thấy mình đang nằm trên võng, một bóng thật rõ ràng, nhưng mà mình là một bóng mờ mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Trong lúc đó Diệu Hân nhìn chăm chú vào những người mà đã thọ quả báo rất là ghê sợ, nhìn mà không dám nhìn, nhưng mà không nhìn cũng không được. Khi thấy bàn trong người, cái bàn trong nó rất là ghê, nó bự và mới nói là không phải là một trong mà nhỏ vậy, không có đâu, cái bàn trong nó ghê sợ, nó bự mênh mông trời đất, mà cái trong nó đang như vậy nè, đó, cái trong mà nó chuốt lên nè, cái trong sắt nó bự vậy nè, thì cái người ngồi trên đó là cái trong nó lũa vô người, mà máu nó chảy tuôn, mà biết bao nhiêu người cái bàn trong đó. Thì như vậy Bồ Tát mới nói với Diệu Hân rằng, một bước Diệu Hân đi vào địa ngục đó, một bước đó tới 2.000 dặm. Các vị nghĩ 2.000 dặm nó xa xôi cỡ nào? Cho nên Diệu Hân nhìn nó mênh mông. Như chẳng hạn như cái dòng sông Diệu Hân thấy đó, thấy bờ đó, nhưng mà đến hoài không được. Nó ghê hồn vậy đó. Là nó như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Bàn trong này rất lớn, nó có dòng tròn. Người ngồi trên bàn trong này, cây nhỏ quắc, Bồ Tát Quỷ Dương đẩy thân hồn, linh hồn người bay bổng trên không trung. Ở trong đung có tảng đá đè xuống, người vong linh rớt xuống, người thì nằm, người thì ngồi, người thì nằm úp. Trong sắt trên bàn trong nhọn quắc đâm người hồn linh, máu chảy tuôn rơi. Một bàn chân có biết bao nhiêu linh hồn bị đè và bị sốc xương thịt của mình, thật là ghê sợ. Người ngồi trên băng đá lạnh biết bao nhiêu mà nói, tội này là tội cho cha mẹ đói khát, không nuôi dưỡng cha mẹ, ngồi trên băng đá chịu đói chịu khát, không có cơm ăn. Bồ Tát Quỷ Dương nói, đây là ngục thứ nhất, cũng là ngục bất hiếu, chia ra làm 12 tội. Tội thứ nhất là tội hổ sược với cha mẹ. Tội thứ hai là tội nói dối với cha mẹ. Tội thứ ba là lừa gạt cha mẹ. Tội thứ tư là phá tiền của cha mẹ. Tội thứ năm là bất hiếu với cha mẹ, không nuôi dưỡng cha mẹ. Cái tội thứ năm này, bất hiếu cha mẹ, là khi một người con đó ăn ở giàu sang phú quý để cho cha mẹ mình ăn đói lạnh. Nè, cái tội này rất lớn. Không nuôi dưỡng cha mẹ mà cho cha mẹ ăn cơm thừa, cơm cặn. Mà trong lúc mình giàu sang, mình ăn, mình ở trên cao, trên mâm đầy, mà cha mẹ mình ăn đồ bình thường cũng bị bắt tội. Tội thứ sáu là nghe lời vợ hoặc chồng chửi rủa cha mẹ, bỏ đói cha mẹ. Tội thứ bảy, đoạt nhà của cha mẹ. Tội thứ tám, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, xem thường cha mẹ. Tội thứ chín là xúi dục con cái chửi ông bà. Tội thứ mười, đánh đập giết chết cha mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát nói, ngục thứ nhất này đại diện cho 12 ngục y hành quả báo hiện tiền. Nếu những vong linh này mang nhiều tội trên thế gian thì phải chuyển ngục tùy theo nặng nhẹ. Lúc đó Diệu Hân được các vị thuyết rất rõ, nhưng vì thấy cảnh đau đớn hồn vong, Diệu Hân khóc quá không nhớ từng chi tiết, nhớ bấy nhiêu thuật lại bấy nhiêu. Xin sám hối với Phật tử và quốc dân toàn quốc A Di Đà Phật. Sau đó nhị vị Quỷ Dương dẫn Diệu Hân qua ngục thứ hai. Ngục này cũng gọi là ngục vô gián, trong đó có nhiều tội nhân gian tham. Thấy các vị ác kéo lưỡi người tội chặt tay từng khúc, kéo lưỡi móc ruột rất là ghê sợ, cây chĩa ba chĩa đâm lũng ruột. Trong ngục này nhiều hình phạt cưa sắt, nấu sắt đồng đổ dầu miệng cho rắn bò cạp, rỉa từng sớ thịt rất là ghê sợ. Trong ngục này gồm nhiều tội chia ra: buôn bán dân lận, giành gia tài anh em, cướp của hại người, bóc lột công sức người làm công, cho vay nặng lãi, tham lam của chủ, bóc lột công sức con cháu quyến thuộc, mua gian bán lận, phá đường làm ruộng. Một ngục có 80 tội danh, ngục lớn nhất, tội nhân rất là nhiều. Bồ Tát nói, một bước của Diệu Hân đi cùng Bồ Tát Quỷ Dương bằng 2.000 dặm. A Di Đà Phật. Tôi xin tường thuật lại rõ ràng, có nghĩa rằng
trong 80 tội danh này tất cả đều có tội. Có nghĩa là gian tham của chủ cũng có tội, bóc lột công sức con cháu quyến thuộc cũng có tội, mua bán gian lận cũng tội. Có nghĩa là 80 tội danh này là người chết đó hiện thân, chẳng hạn như người chết cái linh hồn, cái thân xác là chôn vùi rồi nhưng mà linh hồn vẫn còn tái hiện y, rồi bắt đầu trả dai. Chẳng hạn cái ngục này nói về nhìn kéo lưỡi, có nghĩa cái người này gian tham á thì nó có một cái móc, cái ngục có móc kéo cái lưỡi ra nè, cái lưỡi tôi thấy là cái lưỡi kéo ra dài ra nè, rồi kéo rồi đứt, rồi chặt cắt đứt, rồi chút cái hình lợi, rồi cái kéo rồi chặt đứt như vậy. Mà trong lúc đó tôi nhìn, tôi nói thật, cái lúc đó nước mắt tôi rơi. Mà hỏi cho con người mà kéo lưỡi ra chặt rồi đứt rồi chặt rồi đưa cái đằng trong lên mà thấy tới thấy lui, mà bóc bóc tới bóc lui như vậy, hỏi sao chịu nổi. Tôi hỏi cái vị đó, hỏi cái vị đó nói là Quỷ Vương Bồ Tát ơi, tại sao mà móc móc mắt người ta dữ vậy? Ông nói là cái hồn linh phải trả, ở trên nghiệp, ở trên thế gian làm sao bây giờ trả như thế này. Thì khi chết đi rồi cái hiện lại là trả tiếp, trả muôn kiếp chừng nào hết mà thôi. Thì chị Quý Dương mới nói tôi rằng đó là trả nghiệp đó, có nghĩa là trên thế gian mình tạo bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu, mình trả nó đau đớn cỡ nào thì con đau đớn hay không là con nhìn con biết liền. Là thì tôi thấy là các vị mà bị như vậy đó đau đớn thì lắm hết, đau đớn vô cùng. Nhưng mà mình khi mình nhìn thấy rồi mình rất là đau xót, nhưng biết làm sao, mình thấy cảnh đó nhưng mình biết làm sao. Lúc đó tôi chết với, có nghĩa là nó có nhiều cái hình cực hình nhìn nó ghê sợ lắm, nhưng mà tôi không tường thuật nổi, tại vì tôi thấy tôi nghe nhưng mà tôi không có quay phim lại cho các vị. Nếu mà tôi quay phim được các vị thấy rồi hết hồn, không có dám đâu, không có dám đụng chạm đâu, có thể sống ăn rau cải để trừ cơm để sống qua ngày thôi. A Di Đà Phật. Sau đó nhị vị Quỷ Vương dẫn Diệu Hân rời cửa ngục thứ hai sang ngục thứ ba. Ngục này gọi là đại ác, chia ra làm 200 tội, làm 200 tội: giết cha mẹ, giết anh em, giết ông bà, giết đồng bào hiền lành, giết bạn bè, giết con cái, giết người cướp của, giết bậc chân tu, giết vợ, giết chồng, đánh người tàn tật, đánh người vô trí, đánh đập con ghẻ, bạo ngược xóm làng, đầu độc hại người. Nói chung tất cả giết và đặt ác đều phải vào ngục này, tội danh đến 200 tội, không thể nào nhớ nổi. Diệu Hân rất là vô minh, thấy cực hình đau đớn cứ khóc mà thôi. Ngục này có 18 đại ngục liên kết nhau, 18 đại ngục liên kết kết nhau, cửa sắt, tên sắt, ngựa sắt, tất cả đều bằng sắt, đều là lửa đỏ thiêu đốt, chặt cưa thiêu đốt cháy toàn thân. Tên lửa bắn vào tội nhân, đau đớn la hét lên ra, rã thân ra rồi lại thành hình lại, rồi than khóc kêu la rất là thảm thiết, không bao giờ ngưng ngớt. Ngục này 18 đại ngục liên kết nhau, cái cửa sắt đó nó, cái tên sắt thôi, cái tên sắt mà các vị thấy, cái tên sắt mà thấy không không thì khủng khiếp luôn. Cái tên sắt không phải tên ba lớn đâu, tên bằng gấp đôi cái bằng cái tay mình nè. Còn cái tên nó khủng khiếp lắm, không biết ở đâu, cái ở đâu ở trên á, tủa xuống bắn xuống, bắn từ thân người đó, bắn rồi tự nhiên đó, bắn rồi nó rút ra, bắn rồi rút ra. Mà cái người đó phải chịu đựng cái đau đớn như vậy, mà đâu phải bắn rồi thôi nha, bắn rồi máu ở đâu tuôn ra, có máu luôn, máu tuôn ra xả rồi hét ra, người hét người la. Mà đi vô đó rồi nghe đó nó rợn người luôn. Mà lúc mà người ta đau đớn mà người ta hét, người ta thấy người ta la đó, thì lúc nó rợn người, mà hai cái tay bịt lại không dám nhìn, mà không dám nhìn cũng không được. Các vị này bắt phải mở mắt ra nhìn. Lúc đó Diệu Hân phải nói là vừa niệm Phật mà vừa nhìn, mà nhìn cách đau khổ, nhưng mà ôm tay lại thì các vị không cho, bắt buộc phải mở tay ra để nghe tiếng hét tiếng tha đó. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Hân thấy rồi, Diệu Hân suy nghĩ thấy rồi, trên đời này không có gọi gì là vui, tất cả là khổ đau. Nhị vị Bồ Tát kêu Diệu Hân ra khỏi ngục thứ ba, ngục thứ tư. Diệu Hân qua được ngục thứ tư, Diệu Hân không chịu đi. Nam mô A Di Đà Phật, con không đi nữa đâu, đau lớn lắm các ngài ơi, con không đủ can đảm để đi nữa. Các vị nói con không đi cũng không được, xuống tới đây mà không đi thì không được trở về thời mạt pháp. Ni cô về chùa giảng pháp, dám cả gan bi lụy khóc lóc, quên hết những gì cần nhớ là tội. Diệu Hân hỏi các thầy ơi, con chưa chết hả? Các vị nói con quên rồi sao? Đi mua thuốc ngủ về để ngủ chứ đâu có phải tự giận đâu mà chết. Các vị Bồ Tát sắp xếp cho con xuống đây để thấy, sau này về giảng pháp cho tốt. Con không có học, trình độ cũng không, nhưng con có tấm lòng từ bi to lớn nên được các vị Bồ Tát dẫn dắt, nhất là được vị Phật Tổ Như Lai thọ ký cho đôi mắt nhà Phật.
con lúc nào cũng tôn kính, dù vào chốn địa ngục gặp các vị ác quỷ dương con cũng tôn kính họ, đó là vô lượng phước đức. Bình tĩnh đi Diệu Hân, con đừng khóc nữa. Diệu Hân nói: thầy ơi, con không biết tại vì sao nước mắt con có nó tuôn rơi mưa cũng như mưa đó, chỉ cần ai chửi mắng là con khóc ngay, huống chi thấy cảnh đau đớn này làm sao con chịu nổi. A Di Đà Phật. Các vị quỷ dương dẫn Diệu Hân vào ngục thứ tư gọi là đại thập ác. Ngục này toàn là lửa sắc sôi, nồi bằng sắt, lửa cháy hừng hực. Ôi thôi, thân người trong chảo trên lên khên, không biết bao nhiêu mà đếm, biết bao nhiêu lửa chảo dầu đang sôi mà nấu người. Bồ Tát Quỷ Dương vậy dĩ nói: những người nam người nữ này gian dâm ngoại tình, người thì giết chồng, người thì giết vợ, người thì gian dâm với gái tơ, rồi có con, rồi phá thai, giết con chồng, giết con vợ, cha lấy con lấy mẹ, anh lấy em, chú lấy cháu, giết nhân tình, lấy trai, ân ái, gian dâm, mại dâm, giết thai nhi và noãn thai, gái đếm lầu xanh truyền bệnh. Ngục này chia ra 10 ngục: ngục dầu sôi, ngục cối sai, ngục cột lửa, ngục quả lửa, ngục đinh châm, ngục kim châm, ngục quả sa, ngục quả tạ, ngục đóng đinh, ngục đập đá. Tất cả dụng cụ đó hành hạ tội nhân không ngơi nghỉ. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát dẫn Diệu Hân đến chỗ thai noãn nhi, hàng ngàn dạng thai noãn nhi hồn linh đau đớn, thân xả bầy nhầy đau đớn, kêu la gào thóc, kêu mẹ kêu cha. Nam mô A Di Phật. Diệu Hân rụng rời quỳ xuống mà sám hối mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Hân quỳ tại chỗ, Diệu Hân nhớ ra rồi, Diệu Hân có tội giết con, hai thai đi trong bụng mẹ, năm 88. Diệu Hân có vào bệnh viện Hùng Vương phá thai, lúc đó được 2 tháng, có sự chấp nhận của gia đình chồng. Tại vì lúc đó đứa bé gái mới được 6 tháng tuổi, lại có thai 2 tháng. Gia đình khuyên đi phá thai, mà sau khi phá thai rồi á, thì các vị Bồ Tát Quỷ Dương hiện thân nói với Diệu Hân rằng: Diệu Hân ơi, con đã giết hai đứa con của con rồi. Trong lúc đó, cái cô Nguyễn Thị Quân đó không hề hay biết mình đã giết con, tại lúc đó không ai hướng dẫn, nên đã vô tình giết con mình ở trong bệnh viện Hồng Dương. Sau đó nhị vị Quỷ Dương có nhắc nhở Diệu Hân nên cầu siêu cho con mình hàng đêm, cho con mình được siêu sinh. Hôm nay Diệu Hân thấy cảnh Diệu Hân đau đớn vô cùng. Diệu Hân nhớ ra là vì lúc đó Diệu Hân là thế danh là Nguyễn Thị Quân, nghèo lắm, gia đình chồng thúc giục phải bỏ thai nhi, nếu sanh ra thì lấy gì mà nuôi. Với luật nhà nước hiện hành á là được phá bỏ. Diệu Hân có hỏi má chồng á: con phá như vậy có tội không? Má chồng nói: không có tội đâu con, thiếu gì người đi phá thai. Sau đó cả gia đình chồng khuyên đi phá thai. Lúc đó Diệu Hân đi vào bệnh viện Hùng Dương, rất có nhiều người phá thai, Diệu Hân không ái ngại. Sau đêm đi phá thai về, có nhiều vị Quỷ Dương Bồ Tát xuất hiện nói: con đã giết con rồi. Lúc đó Diệu Hân rất là đau đớn, nhưng là đã lỡ rồi. Nhưng từ ngày đó hai đứa bé lớn dần. Sau khi Diệu Hân biết mình đã giết con mình và rất là đau khổ và sám hối biết bao nhiêu năm trời và biết hối lỗi, chuyện của mình chỉ đơn giản vì chỉ phá thai hai giọt máu chưa thành tựu mà trải qua nhiều năm đau xót. Hôm nay chứng kiến tất cả thai nhi bị nát gầy bầy nhầy đau đớn ở tại chốn này, Diệu Hân là một kẻ ác đã từng giết con mình. Nam mô A Di Đà Phật, xin sám hối. A Di Đà Phật. Rồi sau đó Diệu Hân quỳ tại ngay chỗ đó và hỏi Bồ Tát ơi, con nghĩ theo chỉ thị của phụ nữ không được sanh con nhiều, kế hoạch vì nghèo, con còn nhỏ vì thế con vô tình giết con của con, mà nghĩ đó là giọt máu không tượng hình, mới gần 2 tháng là không tội. Con được nhị vị Bồ Tát Quỷ Dương kêu gọi hàng đêm, con đã giết con rồi, con không tin là có chuyện đó. Vài năm sau, con thấy hai đứa bé một trai một gái cứ kêu gọi mẹ ơi, siêu độ cho con giới, cùng nhiều vong linh khác. Khi về chùa, con quỳ gói trước chánh điện cầu siêu cho tất cả hương linh cả thế giới được siêu thoát. Con được nhị vị Bồ Tát Quỷ Dương nói, Diệu Hân, con quên cầu siêu cho con rồi sao? Hai đứa nhỏ quỳ bên mẹ nhắc, còn con chi nữa mẹ? Cứ đi đến đâu thấy tất cả hương linh và hai đứa con quỳ xuống mà xin cầu siêu thật là đau xót. Nam mô A Di Phật. Ngục này là ngục cực hình của tội nhân, Diệu Hân xin quỳ xuống mà sám hối, nhất định suốt kiếp còn lại phải cầu siêu cho tất cả hương linh cả thế giới đồng được siêu thoát. Quyết tu chánh đạo hai buổi cơm chay đạm bạc mà thôi, quyết khuyên tất cả chúng dân thế gian tu thiện tránh quả địa ngục mà Diệu Hân đã thấy. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin sám hối ngàn vạn Diệu Dương Bồ Tát ở tại nơi này, Diệu Hân con
quyết tu chánh đạo, quyết siêu độ vong linh hồn từ tất cả quốc dân và Phật tử, tất cả minh sĩ tử trận nhiều đời nhiều kiếp, tất cả vong linh cả thế giới, tất cả hương linh ở chốn tâm đồ, tất cả hương linh cô hồn các đảng từ nhỏ tới lớn, từ bào thai bụng mẹ cho đến thai nhi, tất cả thế giới này đồng được siêu thoát. Lời hứa của Diệu Hân không bao giờ quên bỏ. Xin Bồ Tát Quỷ Dương, con xin hứa tại nơi đây và quỳ lại ngàn vạn vị Phật, ngàn vạn vị Bồ Tát chứng minh lời con. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đó Diệu Hân được các chư vị dẫn qua ngục thứ năm. Nhị vị Bồ Tát nói tội này không tàn ác. Ngục thứ năm này không tàn ác nhưng cực ác. Ngục mang tội danh xéo sắc, khinh chê, chửi rủa, hại người đau khổ, cưỡng đoạt chức vụ, nói thêm nói bớt, ăn cắt ăn xén của người, hại người tán gia bại sản, khinh khi người tàn tật, khinh khi người nghèo khổ, khinh khi người vô học, khinh khi người ăn xin, gồm có 550 tội khinh chê. Khinh chê 50 quả khổ tái hiện không dừng, không dứt. Ngục móc lưỡi, ngục móc mắt, ngục chặt tay, chân, ngục xén thịt, ngục có giả, ngục kim châm, ngục bàn sân, ngục đốt chân tay, ngục đốt miệng lưỡi, ngục móc ruột. Tất cả những tội danh quá nhiều, hại người, tội lấy xén của người, tội hạ ký bút duyệt hại người vào chỗ chết, tội ăn đầu ăn đuôi của người, chẳng hạn như người ta ra sức lao động 10 đồng, xén bớt 3 đồng hoặc 5 đồng. Bồ Tát nhị vị chỉ có nhiều tội dân khinh chê, kẻ nghèo, rẻ rúng nhân phẩm của người, móc mắt kéo lưỡi, các vị quỷ ác ăn ruột, thấy mà đau đớn, cắt xén sức lao động của người nghèo túng, tội này còn ghê hơn, chặt tay chặt chân, xẻo từng miếng thịt, rất là đau đớn, kim châm từng số thịt về tội châm chích người, nói thêm nói bớt người cho người đau khổ, khinh chê liếc hái người được các vị quỷ sứ đó móc mắt kim phóng châm vào người rất là đau đớn. Cái kim đó tôi xin nói nhắc lại, cái kim đó phóng châm vào người, cái kim đó rất là nhỏ, cái kim này nó dày, nó bằng dày chứ không phải nó bự vậy đâu. Thì không biết là tôi thấy là làm các vị ngồi trên đó đó, ngồi trên cái trên đó thì cái kim nó tự đâu phóng xuống, phóng châm người, nhất là châm mắt, châm tay, châm đều hết, châm, mà cái cây kim nó sáng ngời luôn, châm bao nhiêu là các vị la hét bao nhiêu, châm bao nhiêu các người la hét bao nhiêu. Thì như vậy Quỷ Dương nói với tôi rằng cái tội này rất là ghê, tức nghĩa là châm chọc người, khinh chê người, bè diễu người, ăn xén ăn bớt của người, có nghĩa là đi vào đó là phải vào ngục đó, mà cái ngục đó châm mà từng số thịt mà đau đớn từng giờ từng phút, mà cho đến nào hết kiếp rồi tái sanh vào ở đâu đó là còn nhiều nữa. Cái này tôi kể về sơ thôi, mà nói về mấy cái các vị này nữa sao mà tái sanh về đâu nữa. Bây giờ tôi nói về chuyện này mà thấy là nghe thôi, là cái kim nó sáng nhất mà không biết ở đâu tủa ra chăng, mà trong lúc hả thấy mà ghê sợ, mà đâm vô người là ta, cái người mà rùng rợn người ta quét ngày rùng rợn nè, người ta ấy quay lại mà lúc người ta đau khổ người ta hét lên, có nghĩa là cả một cái ngục đó là như vậy đó. A Di Đà Phật, rồi kéo lưỡi nha, chặt nha, các chư vị đó thọc lưỡi ra, thọc lưỡi mà có một cái gì đó mà các chư vị đó đầu trâu mặt ngựa, các vị đó nha, bàn tay nó ghê lắm, cái móng nè, móng sắt nè, vào vô nè, nắm nha nè, trời ơi lúc đó tôi thấy mà tôi hết hồn luôn, gào mà khét, mà cả một cái rùng rợn. Nếu mà có một cái phim trường nào mà mở một cái phim đó là không ai dám coi, không chịu nổi đâu, máu nó tuôn ra, mà cả một cái khu không phải là một chỗ, mà vậy Quý Dương nói là một bước đi của Diệu Hân là 2000 dặm, các vị nói là coi là biết bao nhiêu người trong đó mà lên khơ giống như cá, mà con cá lóc mà nhốt ở trong cái một cái lu mà nó mà cho trong đó, là người ta là như vậy đó, ghê quá trời. Nam mô Phật, tôi nhìn thấy mà tôi cũng hết hồn, nhưng mà biết làm sao, chính bản thân mình thấy mình còn ghê sợ, mình ai mà thấy cái địa ngục đó rồi không ai dám nằm giữ đâu, tôi dám nói không dám nằm giữ đâu. Bây giờ mà mình nói, nếu mình nói mình thấy cái địa ngục đó rồi, ai cũng nói trời làm sao tôi biết được địa ngục, dám đâu. Nhưng mà thật chất nó có đó, hồi xưa Diệu Hân tôi người đời không có bao giờ tin vụ đó đâu. Tôi là người thế kỷ của 2021 mà, làm gì có chuyện đó, thấy không? Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đâu phải là ở đâu có vùng quê hẻo lánh rồi vô minh dạy dạy, nghe nó nói mày bảo không có đâu. Chính bản thân tôi của người tiền kiếp và người hôm nay, mà tôi là người thành phố Hồ Chí Minh, là tôi là người công dân, là mũ đen mà, phải không? Tôi ăn mặc mũ đen là tôi theo cái thời đại mới, chứ đâu phải cái thời đại một cái thời nào đâu, nghe người ta nói mày bảo không có đâu. Chính bản thân tôi thấy tôi mới hết hồn.
mới thấy sợ. Nhưng mà các vị, nhất là các vị mà sanh tội tội ác đó, tao không biết kiếp này thôi, tao chỉ biết cái kiếp này thôi, tao tạo nè, kiếp này tao ăn kiếp này thôi, tao biết. Nhưng mà các vị rơi vào địa ngục, các vị sẽ thấy ghê hồn. Chính nhiều hơn mới thấy những cái cây chim chấm 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 người nha, bắn phun. Trời ơi, tôi hết hồn luôn. A-di-đà Phật, xin tường thuật lại tiếp. Nhị vị Bảo Dương mới nói như thế này: Bồ Tát nhị diệu nhị tội khinh chê nghèo rẻ. Bồ Tát nhị vị chỉ có nhiều tội nhân khinh chê kẻ nghèo rẻ rúng nhân phẩm của người, móc mắt kéo lưỡi, các vị quỷ ác ăn ruột thấy mà đau đớn, cắt xén sức lao động của người nghèo túng. Tội này còn ghê hơn, chặt tay chặt chân xéo từng miếng thịt, rất là đau đớn, kim châm từng sớ thịt về tội châm chích người. Nói thêm nói bớt người cho đau khổ, khinh chê liếc hái người được các vị quỷ sứ đó móc mắt nè, kim phóng châm vào người rất là đau đớn, hạ ký bút duyệt cho người vào chỗ chết là khổ, bị cắt tay chân chặt từng mảnh thấy mà ghê sợ, tội nhân đau đớn chết đi sống lại mà chịu quả khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu hơn được các vị phân tích tại vì sao những người này bị như vậy, thì những người này cũng vì khinh chê mà ra, những người này cũng vì xem thường mà ra, những người này cũng vì tàn ác mà ra, chỉ biết cho bản thân mình, thà sẵn sàng hạ đẳng hạ đạp mà hại người cho đau khổ. Những người này phải chịu như vậy biết bao nhiêu ngàn kiếp mà nói. Sao được đây ta tái sanh thì sau này tôi nói về tái sanh sau. Nhị vị vẫn quỵ diệu hân, nhị vị vẫn diệu hân vào ngục thứ 6. Ngục này gọi là ngục quả thiêu, gồm có 10 trọng tội. Tội này nói về thầy cô giáo dạy học trò không đúng giáo án, không có lương tâm của bậc trí thiện. Thầy dạy nghề không chân tình, thầy lợi dụng sức lao động, nghề nghiệp. Thầy đánh chửi học trò, thầy hại học trò sợ hãi bỏ học. Thầy ganh ghét học trò, thầy nhỏ gian học trò, đánh đuổi học trò ra khỏi trường. Thầy dạy nghề giấu nghề, học trò dạy hại thầy, học trò hại thầy, học trò đánh thầy cô, học trò giết thầy cô. Ngục quả thiêu này toàn là lửa, không có chỗ nào không có lửa. Tội nhân rất là đau đớn, kêu la khóc thảm thiết. Nhị vị Bồ Tát nói: Thầy cô giáo mọi trường lớp đã là thầy phải làm cho tròn, nếu như để cho thế hệ đi sau tiếp nối, thế hệ đi trước vì ích kỷ, vì nhỏ gian sẽ làm cho xã hội thế gian đen tối. Đã đen tối thì quốc dân không đi lên ý thức mà là tàn bạo, từ tàn bạo sanh ra bạo cường ác bá, thì đất nước toàn vong không bao giờ có thái bình. Những bậc thầy cô giáo này phải chịu cực hình ở quả địa ngục muôn kiếp, nếu có tái sanh thì phải chịu tàn tật do tiền sanh đần độn ngu dốt. Nam mô A Di Phật. Nhị vị Bồ Tát hỏi Diệu Hân: Con trước kia đi học vỡ lòng, con có biết vì sao ông thầy đánh con không? Vì tâm ông ích kỷ tàn ác, thấy con là chú tiểu không phải ở chùa, con học chậm hơn học sinh khác, không ưa nên đánh con tàn khốc, là do tâm khởi. Do tiền khiên của ông sân hận nên trút vào con, cho nên ngày nay con về chùa là ngày ông phải trả quả nghiệp nằm một chỗ. Con nhất định phải đi tìm ông, thầy dạy vỡ lòng cho ông 2 sâu chuỗi, dạy ông niệm Phật giải nghiệp chướng cho ông, để ông đừng phải vào địa ngục. Hãy lấy từ bi mà cứu thầy, nghiệp hiện tại ông phải trả. Nam mô A Di Phật, con xin ghi nhớ lời Bồ Tát dạy. Nhị vị dẫn Diệu Hân vào ngục thứ 7, gọi là ngục thập nhị tội ác, có 12 tội danh. 1. Làm cai ngục thả tử tội. 2. Chạy xe cố ý đụng người cho chết. 3. In tiền giả. 4. Xây dựng nhà không đúng chất lượng. 5. Xây cầu đường cẩu thả không chất lượng. 6. Làm quan tòa bao che kẻ ác. 7. Buôn bán chất nổ phá hoại quốc gia. 8. Buôn bán chất mê sai. 9. Tàn sát sinh linh quốc dân. 10. Đầu cơ tàn trữ phá hoại kinh tế đất nước. 11. Thông đồng toa rập ngoại bang chèn ép quốc dân. 12. Mượn danh quốc gia nhà nước tàn ác ép quốc dân vào con đường khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhị vị nói 12 tội ác này là tội tài trời hại người, hại cả đất nước điên đảo. Ngục này khó có hương linh nào được siêu sinh, cứ liên tục mãi chống này. Ngục này có 2 quả khổ: khổ ải ở trong vùng nước lạnh băng giá, dưới nước có hàng vạn người đầu trâu mặt ngựa kéo tội nhân sừng trâu chém quật, ngựa nhủi đá, thân xác máu be kinh sợ. Trên nước có ngàn vạn binh khí hải hùng kinh sợ, chém chặt cưa đập dẹp người. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Hân tôi hết hồn hết vía, Diệu Hân đứng chết luôn. Các vị nói gì không nghe được. Như vậy đập vào da Diệu Hân tỉnh hồn lại, Diệu Hân phát ra Nam mô A Di Phật, liên tục bình tĩnh lại, nước mắt rơi. Trong ngục đó Diệu Hân thấy được dì của mình. Người dì này là em họ của mẹ Diệu Hân, có tên là dì Năm.
Ngục này rất là lớn, trong vong linh cả một thế giới người Đông Giả, của người châu Âu. Ở giữa chốn đó quá đông, vậy mà Diệu Hân thấy được gì? Diệu Hân nắm tay dì kéo ra nhưng không được. Sức nắm tay có bị trượt, bàn tay của dì trơn trợt không khác gì loài ma da ở dưới nước. Diệu Hân gọi dì ơi. Các vị Bồ Tát nói, không được, những hồn ở đây không nghe thấy con gọi đâu. Họ bị trả quả, họ không còn gì để nghe, con không có được kêu. Bồ Tát nói, nghiệp chướng quá nặng, con biết giết bao nhiêu người vô tội không? Đón nhận cực hình vô gián, gián tiếp, không ngừng nghĩ tiếp. Diệu Hân thấy dì của mình máy máu me tuôn rơi, thịt rơi, Diệu Hân khóc ngất. Bồ Tát kéo tay Diệu Hân đi, trên ngàn vạn binh khí hải hùng. Diệu Hân thấy một người nữa là ông hàng xóm ở trên đường Nhật Tảo. Ông là chủ hãng giấy, rất kinh ngạc. Diệu Hân nắm lấy tay Bồ Tát và hỏi, Bồ Tát ơi, con hỏi ông bị tội gì mà đá đập vào người khổ sở quá vậy? Bồ Tát nói, người này in ấn tiền giả của thế gian, tội này khó thoát địa ngục, tội phá rối tiền tài của đất nước. Ông này phải chịu quả khổ ngàn muôn kiếp. Diệu Hân thì không bao giờ quên, lúc còn nhỏ Diệu Hân có chơi chung với con gái thứ hai của ông. Diệu Hân hỏi Bồ Tát Quỷ Dương ơi, thấy ông này mất lâu chưa? Bồ Tát nói, người này xuất hồn đi xử đắng, đi vào địa ngục này 20 mấy năm rồi. Nhìn lại thấy gì thân thể máu me, thịt nát xương tan, thật rất là đau khổ. Vì ở trong vùng nước lạnh băng giá, có biết bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa, quỷ ác kéo thân xác gì đâm chém, máu me chảy ròng ròng. Dì lại đau xót khóc đau, dì quằn quại trong cái vũng máu ghê hồn đó. Còn Diệu Hân nhìn mà không cứu được gì, dì bị quỷ dữ đâm chém chặt, dì chạy ra khỏi nước băng giá thì binh khí hải hùng xoắn lấy thân dì. Binh khí này loại gì mà quá ghê sợ, nó to và nó có những móc đập vào người dì, máu thịt tuôn rơi, thật là ghê sợ. Diệu Hân thấy mà rất là đau đớn. Diệu Hân mới nói, dì ơi, dì có thấy con không? Bồ Tát nói, con đi nhanh, con không có được nhìn, người ta không có thấy con đâu, con về đi, con đi ra khỏi nơi đây. Lúc đó ký ức hiện về, thời gian chưa giải phóng Sài Gòn, dì là nhà buôn bán ma túy từ Campuchia và Sài Gòn. Dì rất giàu có, biết bao nhiêu nhà cửa và xe cộ. Các con của dì sống ung dung tự tại, mỗi lần đi gom tiền về bằng bao chỉ xanh đổ ra xếp. Nhiều người xếp không hết, các con của dì hốt bỏ vào giỏ sách đi chơi, không hề tiếc của. Rồi thời gian không bao lâu, Sài Gòn giải phóng, dì không còn buôn bán nữa. Dì đi vượt biên, nhà cửa đều mất sạch, con của dì thì lưu lạc tha phương, còn lại tất cả đều bất hiếu với dì. Cuối cùng dì ở dưới ghe ở Bến Chân Đồn, ngày dì ra đi cũng không có tiền mua hồn. Nỗi ám ảnh của Diệu Hân không bao giờ quên. Hôm nay gặp dì ở đây rất là đau xót. Diệu Hân giúp dì đây, như vị Bồ Tát Quỷ Dương ơi, hãy giúp giùm con, hãy cứu dì con với. Bồ Tát nói, con ơi, con hãy đi nhanh, không có được ở đây. Diệu Hân đau đớn xỉu ngay chỗ đó, không muốn rời xa. Dì ơi, dì thấy con không? Bồ Tát nói, Diệu Hân đi nhanh. Diệu Hân được các Bồ Tát dẫn sang qua ngục thứ 8. Qua ngục thứ 8 mà nước mắt Diệu Hân không bao giờ quên được dì của mình, khóc ngất. Bồ Tát nói, con có lời hứa với ta là các con không có được khóc, mà tại sao khóc? Đã nói không khóc mà, chỗ này không phải là chỗ khóc. Một ly cô gì mà có hở là khóc là sao? Phải bình tĩnh lại để nghe cái cuộc thứ 8 nữa, để coi cuộc thứ 8 nói gì, có nghe gì không. Nam mô A Di Đà Phật, con chịu không nổi, dì của con nằm ở trong đó, tại sao mà không cho con nhìn thấy, cho con dẫn dì con ra đi. Dì các ngục nó nói rằng, các thầy nói rằng, con ơi, không có dẫn được đâu, con chỉ giờ con tu mà thôi, tu mới độ được, chứ giờ con nói gì không có được, con đi ra. Thế là các vị kéo sển Diệu Hân qua ngục thứ 8. Ngục thứ 8 là ngục quả ốc, chia ra làm 4 ngục: ngục ẩm quyết, ngục bảo trụ, ngục lực quả, gồm có 4 tội danh: danh y bác sĩ, nhà chế tạo thuốc, viết văn tiểu thuyết xấu, in ấn sai lệch kinh sách, tội viết sách tiểu thuyết lưu trai đi hại xã hội thiếu niên, bị các vị quỷ ác đóng đinh vào đầu không bao giờ dứt, in ấn kinh sách gạt bỏ châm chế, không bảo toàn kinh sách, bị các quỷ dữ đốt lửa riêu riêu không bao giờ ra khỏi ngục lưu quả. Bác sĩ danh y ham tiền, bán thuốc giả, lưu quân bệnh không trị, nhất tâm hại người, ngục bảo trụ đóng thêm mạng rất là đau đớn, cột tự di chuyển giống như chài đâm tiêu mà đụng xuống cối giả vậy, liên tiếp khỏi người nghỉ, thân người dập nát thật là ghê sợ. Danh y chế tạo thuốc giả hại chết người, bán thuốc giả hại người, ngục âm quyết hành tội quê ghê hồn, quỷ dữ dí vào đầu, thọc cổ lôi họng máu tuôn trào,
Quỷ dữ hút máu của tội nhân, tay chân móng sắt, móc ruột ăn thật là ghê sợ. Thấy rồi hết hồn, Diệu Hân ngã quỵ, khóc sức mướt, dị dị Bồ Tát lôi ra. Bồ Tát nói: con ơi, con phải nhìn kỹ lại đi, tại sao con cứ thấy mà khóc là như thế nào? Diệu Hân nói: các vị ơi, sao mà tội gì mà đánh dữ vậy? Cái đinh mà đóng vô người, làm sao chịu nổi? Đinh ở đâu mà đóng vô người người ta dữ vậy? Thì các vị mới nói rằng: cái tội này, cái tội ghê hồn, cái tội này mà dám cả gan mà giết hại người ta, mà ý mình có trí tuệ, mà mình làm y bác sĩ, mà mình chế tạo thuốc giỡn mình cho người ta uống, mình phải chịu cho thôi chứ sao? Đi xuống đây phải chịu, mình có đầu có óc mà, mình học giỏi, mình ý mình là học giỏi, mình ta đây không phát ngang tàng, thì mình ở trên là giỏi bao nhiêu thì xuống đây thì bị đinh đóng bao nhiêu chứ sao? Phải nhìn lại đi, phải nhìn thấy rồi mới biết ghê sợ. Con nhìn thấy chưa? Đừng lấy trí tuệ mà làm ra tiền bạc hả con? Nhìn thấy chưa Diệu Hân? Sau đó các vị lôi Diệu Hân ra khỏi ngục. Lúc đó Diệu Hân không còn biết gì khi thấy cây đinh nó đóng vô đầu của bao nhiêu người. Lúc đó Diệu Hân chết lây sống lại, không thể sống nổi. Thì ra ngoài khỏi ngục, các vị giả vô đầu Diệu Hân 3 cái. Diệu Hân tỉnh lại, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vị Bồ Tát dẫn Diệu Hân vào ngục thứ 9. Ngục này gọi là ngục quả ứng, cũng là ngục Đại A Tỳ. Ngục này dành cho Phật tử và chúng dân làm công quả chùa, và ông tự và bà tự giữ chùa, gồm có 20 trọng tội, chia làm ra 10 ngục: địa ngục quả cầu, địa ngục quả lan, địa ngục dòi ẩm, ngục thắt ruột, ngục quỷ đói, ngục châm lửa, ngục xé xác, ngục ăn dòi, chửi rủa ông bà tổ tiên người, chửi rủa Tam Bảo Chánh Pháp, chửi rủa Bồ Tát tại thế, đánh đổ tăng ni tu phạm hạnh ra khỏi chùa, mạ dục tăng ni tu phạm hạnh, đánh đập tăng ni tu phạm hạnh, đánh Bồ Tát bị chảy máu, mạ dục Bồ Tát đắc quả, giết hại tăng ni, đánh đập chảy máu, đập đổ tượng Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phải chịu nghiệp báo quả lửa thiêu đốt chim ưng mỏ mắt, môi ốc tim gan rất là đau đớn. Quả lửa thiêu đốt không dừng muôn kiếp của 18 tầng địa ngục. Mạ dục tăng ni tu phạm hạnh, đánh đuổi tăng ni ra khỏi chùa, châm chích cùng trụ trì, chửi rủa chân tu phạm hạnh khỏi chùa, chửi rủa đuổi tăng đu tu phạm hạnh ra khỏi chùa, ăn bớt tiền đi chợ Tam Bảo, ăn trộm đồ của Tam Bảo, mở tủ Tam Bảo, liếc hai tăng ni tu phạm hạnh, xéo xiên chửi rủa, dành ăn người Tam Bảo, hỗn xược với hòa thượng, đánh đuổi Phật tử và chúng dân trên chánh điện, mượn danh hòa thượng Tam Bảo buôn bán cắt cổ chúng dân và Phật tử, làm phòng the ở chốn phụng tự, xây chùa lấy lợi nhuận, thế Tam Bảo thống quyền của nhà chùa, làm mưa làm gió đàn áp Phật tử đang chánh pháp, dành kinh sách tăng ni, dành chỗ ngồi tụng kinh tăng ni. 18 ngục đồng kết của Đại A Tỳ luân hồi không dứt, gọi là muôn kiếp kiếp. Nếu như quốc dân và Phật tử thấy cảnh Đại A Tỳ này rồi mới toát mồ hôi chảy máu mà thôi. Như vậy Bồ Tát Quỷ Dương chỉ Diệu Hân một người có cái tên là Diệu Tích, là Phật tử chùa lớn ở thời Sài Gòn năm 72. Bà này hung bạo, từng chửi rủa hòa thượng tu phạm hạnh, đánh đập tăng ni không giữ ý bà. Phật tử nào vào chùa làm công quả cũng phải ghê sợ bà. Bà phải chịu luân hồi 18 tầng địa ngục của Đại A Tỳ. Tội nhân hành hình rất là ghê sợ, chói giữ xé xác người phạm nhân, lửa cháy cả thành nóng bỏng, dồi đục khoét người tội nhân, quỷ dữ xé ăn thịt, chim ưng móc mắt, quả rút ruột, tội nhân ăn dồi. Vô số dồi cũng có nhiều tội nhân đầu bự, cổ nhỏ, bụng to, la hét rất kinh sợ. Cảnh chim đại bàng từ nhỏ đó ha, Diệu Hân chưa bao giờ thấy chim đại bàng nha, mà bây giờ thấy chỗ này, móng vuốt của đại bàng á, nó bằng cái bàn tay thật bự của con người của mình á. Chỉ cần cái móng vuốt của nó nha, cái móng vuốt có nghĩa là bàn tay nó có một móng vuốt thôi, nó cái móng vuốt nó bằng gấp mấy cái bàn tay của mình luôn, nên chỉ cần là chọc vô vậy nè, thấy cái móng vuốt là thấy hết hồn liền. Nam Mô A Di Phật. Bồ Tát không còn, có nghĩa là móng vuốt của đại bàng bàn tay thật bự của con người, chỉ cần có hai bàn móng vuốt của đại bàng á, móng của đại bàng bấu lấy đầu, bóc mắt chọc vào đầu, vào bụng, thấy mà xỉu luôn. Diệu Hân chưa lúc nào sợ hãi, phải ôm chầm như vị Bồ Tát, không còn hồn dí nào. Mà thấy mà đại bàng á, đại bàng mà bay xa nha, mà đàn mà đại bàng mà sao mà nó bự không thể tưởng, không tưởng tượng. Mà cái ngục nó nghe mình thấy nó nhỏ, nhưng mà nó không phải nhỏ, mà đại bàng nó bự vậy nè, như cái bóng vuốt nè. Rồi mà thấy mà tội nhân mà lóp hóp vậy nè, thì thấy đại bàng bay xa mà vậy nè, chụp. Trời đó, lúc đó Diệu Hân thấy thôi xỉu luôn, không bao giờ nhìn thấy mà nó chụp cái đầu của người ta vậy đó, là thấy hết hồn rồi. Nhưng có nghĩa là đại bàng bay chụp, móc ra lòi ra, nhưng mà một chút nhìn lại
cũng như vậy, có nghĩa hiện hình bóc tiếp, rồi cứ vòng như vậy. Thì như vậy của Dương Bồ Tát nói chỉ cần một bước của Dương Ân đi là 2000 dặm. Thì các vị cứ nghĩ rồi cái ngục nó cỡ nào, chứ không đừng có nói với tôi là ở trong cái kinh sách mà ở đâu mà in ra cái địa ngục đó. Cái đó là cái tưởng tượng ra thôi, mà cái thấy mới hết hồn. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy ghê sợ, tay chân lông lá móng vuốt ghê hồn. Lúc đó Diệu Hân thấy con địa bàn như vậy là thấy hết hồn rồi. Chỉ cần nắm tay nạn nhân xé răng thịt, thấy còn không còn hồn để về. Mà trong lúc đó thì có không phải là một đại bàng thôi, mà còn có quỷ dữ rất là ghê hồn. Quỷ dữ đó rất là ghê hơn các cục khác. Quỷ này răng dài nhọn quắc, mắt của quỷ bằng trái cam, to ra trong đỏ thôi. Mà đôi mắt của quỷ này đó, có nghĩa là bằng trái cam đó. Cái tròng mắt nó bằng trái cam, thật là ghê sợ. Tay chân lông lá nó bóng vuốt ghê hơn, chứ cần nắm tay nạn nhân xé ra ăn thịt. Mà không ngộ nha, mà trong lúc đó, thấy một cái người quỷ đó nắm cái người nạn nhân đó, nó xé ra nè, xé làm hai, làm ba, làm tư, xé làm ba, làm tư nha. Mà nạn nhân nó đau đớn cỡ nào, xé rồi cái ban đầu cái ăn thịt một chút, cái tự nhiên cái hoàn hồn lại cũng y vậy luôn. Mà cứ xé ăn thịt, mà Diệu Hân thấy rồi đó, xỉu luôn, không có còn đường để nói nữa. Thì lúc đó có các chất gì đó ôm chặt các gì đó, rồi các vị nó lôi ra khỏi ngục. Lúc đó Diệu Hân còn không còn thấy nữa, thì ra là các vị nó giải lên cái trán rồi Diệu Hân ba cái gì chú cái gì đó, Diệu Hân mới tỉnh lại. Thì Diệu Hân lúc đó là các vị la là con đã nói là con là con phải không khiếp sợ, là phải niệm Phật, mà tại sao buông? Lúc đó còn gì nữa để mà niệm Phật, lúc đó không còn tinh thần nữa. Đừng có nói với tôi rằng tới đó là niệm Phật, không có đâu. Không có, dù các vị có tiền kiếp niệm Phật, tới đó cũng quản hồn rồi, chứ đừng có nói là niệm Phật, không có đâu. Thì các kỳ có lôi ra, các vị nói là con có cái tiền kiếp niệm Phật từ tiền kiếp, mà con cũng là tăng của nhiều đời, cho nên con không có bị hốt hồn. Con nó hốt hồn là không có về được đâu. Lúc đó tôi mới biết rằng ở trong đó cũng nó ghê hồn tốc độ. Sau khi các vị đưa tôi vào ngục thứ 10, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy Bồ Tát dẫn Diệu Hân đến cửa ngục thứ 10, ngục này gọi là Đại A Tỳ, tầng 18 của tất cả ngục, gồm có cả ngục đại ác. Đến cửa đó Diệu Hân trì lại không đi. Các vị hỏi vì sao không đi, Diệu Hân trả lời: bao nhiêu ngục đều ghê sợ, ngục thứ 9 làm con không còn hồn vía, vào đây chắc ghê hơn, thôi con không đi đâu. Ông nói sợ mất hồn không về được phải không? Diệu Hân nó trả lời rằng không phải, con vào đó con quá ghê. Từ đâu có một vị đứng bên cạnh Diệu Hân lơ tiếng: con vào đó đi, ngục đó dành cho đầu trọc áo vuông đó, con không vào sao được. Thời Mạt Pháp Ni Cô về chùa để làm gì? Quay lại nhìn ông, Diệu Hân quỳ xuống đảnh lễ: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào như vậy sư phụ. Ông hỏi: con nhớ ra thầy rồi phải không? Dạ con nhớ. Trên tay ông cầm ba cây ba chỉ nhọn quắc, mặc một đồ, ông mặc bộ đồ tiên cổ, áo không ra áo, quần không ra quần, chân đi không, gương mặt rất là hung dữ. Nhưng ông có đầy lòng từ bi, ông là vị sư phụ dạy Diệu Hân lúc còn người đời chưa đi tu. Nhị Bồ Tát Quan Thế Âm dạy rất tỉ mỉ nhưng không nghe. Nhưng ông hiện thân, ông xuất hiện dạy cho Diệu Hân sợ hãi, thoát được chó sói và cọp dữ của ông. Chó sói và cọp dữ và hai vị tướng của ông, sau đó Diệu Hân thoát được ngọn lửa hồng của ông. Nhờ niệm Phật, Diệu Hân gọi ông là nhị sư phụ. Ông tên là Hộ Pháp Ông Tiêu. Ông nắm tay Diệu Hân dẫn đi vào cửa. Ông nói rằng cái cửa này đó là con phải vào, tại vì cái cửa này của đầu trọc áo vuông, nhưng mà thầy phải dẫn con đi, chứ mấy ông này không dẫn được đâu. Thầy phải dẫn con đi, thầy phải hiện thân để dẫn con đi. Con phải nhớ, vô trọng là phải nhớ, nhớ những gì cần nhớ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ông sư phụ Hộ Pháp Ông Tiêu và nhị vị Quỷ Dương Bồ Tát dẫn Diệu Hân vô. Này mới vào đó, tay chân Diệu Hân run bần bật, tại vì cái ngục này nó ghê lắm, âm u, thấy mà rợn người. Ba vị nhất bổng Diệu Hân bay lên không trung, nghe vèo 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 tiếng đánh, tiếng la, tiếng hét rất là ghê hồn, lướt trên không trung rất là xa. Ngục này rất là to lớn, chia làm 4 ranh giới, tức là một giới là một đạo giáo, 4 ranh giới là 4 đạo giáo: đạo Phật giáo, đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa giáo, đạo Hồi giáo, đạo vô đạo giáo, tự xưng giáo. Chia trong 4 góc. Góc đạo tự xưng giáo đó là ngoại đạo giáo, không có sự thọ ký của đấng đạo trời, gọi là vô đạo giáo. Trong đó có bùa ngải, pháp thuật, tà chú, tự xưng đạo trời, đạo tiên, đạo thánh, đạo luyện cốt, đạo hy sinh thân mạng về để về một cõi. Nói chung tất cả là nhiều đạo. Gốc vô đạo này thật là to lớn. Tất cả đạo tự xưng này do thân tâm hung ác và lợi dụng đạo tự xưng làm hại quốc dân,
dẫn quốc dân vào con đường vô ưu binh, nhất là dân Mường Máng thiểu số là đa là da số da đỏ da đen, có nhiều tôn giáo và kỳ giáo mới gọi là tôn giáo tự xưng, nhưng tất cả đều hung ác do trục lợi hoặc u mê tự xưng đạo là quyền bí. Khuôn mục đạo này gấp 10 đạo Phật và đạo Công giáo và đạo Hồi giáo, có nghĩa là lớn, có nghĩa là không thể tưởng tượng. Mấy cái đạo này nó có nghĩa là gấp ngàn vạn luôn. Nhưng mà đạo giáo và Công giáo và Phật giáo thì ít, nhưng mà đạo đó rất là nhiều nha. Đạo giáo Phật giáo chia ra Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Hòa Hảo giáo, tất cả tự xưng danh Nam Mô A Di Phật là của Phật giáo chi nhánh. Đạo Phật chia năm ra làm ba gốc, đạo Phật chia ra làm ba gốc phạm nhân ít hơn là Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài và Hòa Hảo giáo. Các vị nên nhớ rõ, phạm nhân ít hơn đạo Phật là phạm nhân ít hơn là Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài là Hòa Hảo giáo. Gốc đầu trọc áo vuông rất là to lớn, gồm sư thầy áo vấn thì ít, áo cà sa tịnh độ thì quá nhiều, vô số kể đầu trọc áo vuông tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi tinh thuần thật lại, xin nói lại rõ là một lần nữa. Đạo giáo, đạo Phật giáo chia ra Tam Kỳ Phổ Độ, Cao Đài giáo, Hòa Hảo giáo, tất cả tự xưng danh Nam Mô A Di Phật là của Phật giáo chi nhánh. Đạo Phật chia ra làm ba gốc, phạm nhân ít hơn là Tam Kỳ Phổ Độ, Cao Đài, Hòa Hảo giáo. Gốc của đầu trọc áo vuông rất là lớn, gồm sư thầy áo phấn thì ít, cà sa tịnh độ quá nhiều, vô số kể đầu trọc áo vuông tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả ngục là những dụng cụ hành hình của 18 tầng địa ngục, chia ra bao nhiêu cực hình. Đại ác gồm ngàn dạng cực hình. Đại ác gồm những tội giết chúng đại tu, giết đại chúng tu, giết hòa thượng, thượng tọa, dằn vặt khó dễ chúng tu, để chúng tu tự giận, đánh đập đại chúng tu, chửi rủa đại chúng tu, đuổi đại chúng tu ra khỏi chùa, cho đại chúng tu ăn thiếu hụt, đem gia quyến vào chùa tắc quay, tạo chùa giả, thâm lậm tiền quốc dân Phật tử, làm phòng the tại chùa, đánh chửi Bồ Tát đắc quả, đánh Phật bị chảy máu, đánh chửi thầy tu phạm hạnh, lấy tiền của Tam Bảo làm của riêng nuôi người thân, a tùng cùng Phật tử chửi rủa tăng ni đại chúng, vợ chồng mặc áo cà sa giữ chùa mang dòng họ thích, quỷ bỏ kinh Phật cố tình hạ ký thọ giới người tu không đủ hạnh, xem thường quốc dân Phật tử, khinh chê mạ lị bậc chân tu, xem thường quỷ bán giáo pháp Phật cố tình đem bổn tự đem giao cho bậc không đủ hạnh để làm trụ trì kế thừa, đoạt áo cà sa và bát chánh đạo của bậc chân tu, khinh chê tự xưng đắc đạo, cố tình hại bậc chân tu, miệt thị hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni tu phạm hạnh, chưa đắc chứng gọi là đắc chứng, tự xưng là đắc chứng, giảng pháp chánh tông, đi sai đường đạo, dành chùa làm phiền lòng pháp luật, tu thọ giới ăn chay, lén ăn mặn, tu không đủ hạnh, tự xưng danh tánh, truyền ngôn thu thập quốc dân Phật tử, chùa Tam Bảo phá hoại hoặc bán đồ cho quốc dân Phật tử, bán giá cao, thu lợi nhuận giá cao, tu không đủ hạnh, chân tu làm trụ trì, bắt bậc chân tu cung phụng ăn uống, chăm sóc nhân nhở, nhẫn nhơ đón nhận. Bồ Tát Nhị Vị cùng Bồ Tát Hộ Pháp ông Tiêu nắm tay kéo Diệu Hân đến chỗ tăng tu tịnh độ. Ông chỉ cho Diệu Hân một ông thầy 75 tuổi đầu trọc áo vuông, ông mặc áo quần vàng, bộ đồ màu vàng gọi là thượng tọa. Ông đang được ngồi trên bàn trong sắt, trên đầu của ông có nhiều con quạ mổ mắt ông, tay ông bị chó dữ lôi kéo thật là ghê sợ. Hộ Pháp ông Tiêu nói: Diệu Hân, con nhớ rõ vị này tu từ ngày còn bé nhỏ, được hòa thượng tu đức hạnh truyền thừa làm trụ trì ngôi chùa ở trong thành Sài Gòn, vì thông thạo được thí chủ Đàn Na, vì thông thạo được sách kinh, và ông học rất giỏi, được thí chủ Đàn Na cúng bái kinh sách và rất nhiều tiền của. Ông sanh tâm ngã mạn kiêu căng, xem bậc chân tu khác khinh chê tiền của thí chủ Đàn Na dân cúng, ông thâu cúng cất riêng để cho tăng đoàn thiếu hụt. Sau thời gian, ông lấy tiền để mua nhà mua cửa cho con cháu. Ông lấy tiền của mua nhà cho con cháu, ông đứng tên. Thay vì tuổi thọ ông được 90 tuổi, ông giảm 15 năm tuổi thọ. Ngày ông ra đi là ngày đau đớn triền miên trên giường bệnh, được các vị hành bệnh quỷ dương dẫn đi thẳng đến đây chịu cực hình cho đến ngày hôm nay. Nhị vị Bồ Tát dẫn Diệu Hưng đến hai vị thầy tu tịnh độ. Ông thầy mặc đồ vàng tươi 70 tuổi và một ông thầy 45 tuổi đầu to cổ nhỏ bụng bự. Ông thầy này là thượng tọa, là chú ruột của ông đại đức.
ông thầy Thượng Tọa làm chủ chùa lớn dùng cho lớn, được nhiều vị Phật tử cúng dường nhiều tiền của. Ông cung phụng cho cháu ruột của ông xuất gia vào chùa. Cháu ông vào chùa tu đã năm 30 tuổi, đã có vợ con nhưng chưa cắt ái. Gạo xấu ông đổi lại gạo tốt để đem về cho gia đình ông ăn, con cháu ông ăn và cung phụng cả gia đình tiêu xài. Chúng tu trong chùa, ông bắt phải cung phụng chăm sóc hai vị cha mẹ của ông. Thậm chí ông bắt phải giặt đồ cha mẹ ông phóng uế, nếu tăng ni nào không làm, ông cho ra khỏi chùa. Ngày ông ra đi cũng các vị quỷ dương hành bệnh đau đớn, rồi mới ra đi thẳng vào đại địa ngục. Tỳ này, cháu của ông kế thừa cũng tiếp nối tham lam những tăng ni nào liên tiếp thay đổi, không cho ở chùa. Nhưng bất cứ ai biết được quá khứ của ông là cháu trụ trì đều cho đi biệt. Ông được giảm tuổi thọ 30 năm. Thay chú làm trụ trì là 15 năm, vào năm 30 tuổi, hưởng dương 45 tuổi. Hai chú cháu đều mang gông xiềng xích, đầu bự bụng bự cổ nhỏ, la hét rất là ghê gớm. Quỷ ác đổ lửa đồng vào người rất là ghê hồn. Nhị vị Bồ Tát dẫn dịu hơn đến ông thầy sư áo phấn. Ông thọ quả ác trên bàn lửa đỏ. Hộ pháp ông Tiêu nói: ông sư này làm trụ trì chủ viện chủ tỉnh xá tuổi 80. Tất cả sư đệ chúng đi khất thực. Ông về xét hỏi tiền bạc, nghi ngờ cất giấu. Tiền vàng ông cất giữ. Ông cho sư thầy ăn uống kham khổ, chửi rủa đại chúng sư thầy, đánh đập đại chúng sư đồ. Ông ăn uống cất giấu trong phòng ăn một mình. Những hành động ông rất là xấu xa. Tiền của ông lúc nào cũng canh giữ, và ông cho đại chúng ăn thiếu đói. Ông được vào đây là đúng tuổi thọ của ông. Đầu ông bự, cổ ông nhỏ, bụng bự, ngồi trên quả lửa thiêu đốt. Quỷ dữ lấy cây chỉ ba đâm vào người ông thật là ghê sợ. Nhị vị Bồ Tát dẫn dịu hân đến chỗ nhà sư nữ mang họ Thích làm trụ trì. Gian tham bất cứ ai làm công quả, có tiền là bà nói ngon ngọt, rót hầu bao cúng dường cho bà. Sau khi hết tiền, bà không cho làm công quả nữa. Bà tìm cầu người khác, sư nữ nào định hót bà thì được ở chùa, còn không bà đánh đập, đuổi xô, chửi xiên, chửi xéo. Người sư nữ nào già cả, bà đều kiếp chuyện cắt cớ đuổi ra khỏi chùa. Khi tuổi già sức yếu không nơi nương tựa, bà hay khinh chê trù dập bất cứ sư nữ nào cãi lệnh bà. Bà đoạt áo cà sa, nói xấu khắp đại chúng chùa khác. Phật tử thí chủ Đằng Na giàu có bà đón tiếp nồng hậu, còn Phật tử nghèo khổ bà lên tiếng không rảnh để tiếp. Bà đứng trên bực quả châm kim châm, cây nào cây nấy to nhọi quắc châm vào người bà. Quỷ dữ kéo lưỡi bà cho bà ngậm sắc lửa rất là ghê sợ. Nhìn xung quanh bà và cả xa xôi cả ngục mà sợ hãi, tội nhiều vô số kể, không thể nào kể xiết. Ngạ quỷ là nơi tham lam tật đố, nghi kỵ đại ác đều phải vào ngục vô gián ngạ quỷ muôn kiếp này, không thể nào ra được, trừ khi có người thân tu thiện nhiều đời, quyết tu chánh đạo mới ra khỏi mà thôi. Nhị vị Bồ Tát dẫn dịu hơn ra khỏi ngục ngạ quỷ cũng là ngục cuối cùng, nhưng chưa ra khỏi địa ngục thì được năm vị cản lại. Năm vị đó là năm vị thống quyền cai ngục nói như thế này: cô Diệu Hân chưa được ra khỏi ngục được, còn thọ quả báo khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó Diệu Hân nghe mà tê tái. Chắc chắn rằng nhị vị Bồ Tát Quỷ Dương và Bồ Tát ông Tiêu cũng biết trước sự việc. Ông nói thọ quả báo đúng giờ cho về, chứ không thì không thể được. Trong năm ông Bồ Tát Quỷ Dương đọc điều lệnh này Diệu Hân. Diệu Hân nghe rõ các tội danh mà Diệu Hân phải chịu quả báo như thế này. Tội thứ nhất, dám cả gan chê ông sư phụ dẫn đầu xuống tóc, tu không đủ hạnh, mất công quỳ. Tội thứ hai, phá hoại thai di song thai. Tội thứ ba, ăn trộm gà sát sanh hại vật. Tội thứ tư, làm chứng người gian dâm. Tội thứ năm, chê bai trầu độc áo vuông, không chịu về chùa. Nam mô A Di Đà Phật. Năm tội danh này Diệu Hân nghe mà không tin vào mình sẽ chịu quả khổ. Trong lúc đó tư tưởng Diệu Hân lại nghĩ như thế này: Diệu Hân là người tu, đã có tiền khiên kiếp rồi, mà hôm nay được nhiều vị các vị thương và cả Phật tổ cho ra mắt là quá mừng rồi, mà không lẽ là chính Diệu Hân phải rơi vào chỗ này sao? Nên trong lòng Diệu Hân không nghĩ rằng mình sẽ quả khổ. Khi các vị đó nói năm tiểu danh, năm tội danh đó Diệu Hân mới hết hồn.
thì Dân biết rằng năm vị này sắp xếp cả hộ pháp ông Tiêu vào cái cửa ngục này mới xuất hiện cho Diệu Hân. Thấy biết là cái địa ngục này là ông Tiêu là gì? Ông Tiêu là ông tiêu diệt những tội trước. Nếu người nào có tội, ông sẽ tiêu diệt. Cho nên Diệu Hân lơ là ngay chỗ này, cứ nghĩ là ông thương Diệu Hân sẽ cho qua khỏi. Nhưng mà không khỏi. Lúc đó Diệu Hân rơi nước mắt. Sau đó Diệu Hân không còn hồn dí nữa, xỉu luôn. Bồ Tát hộ pháp ông Tiêu nắm tay Diệu Hân đánh lên ba trái. Bình tĩnh lại, Bồ Tát nói: con nghĩ các tội đó đều không tội, nhưng con không khai báo trước như vậy vào đây trong tâm của con. Nghĩ thế là con nhà chùa nhiều đời là không tội. Thấy người thọ tội mà thương, nhưng không nghĩ quả nó sẽ tái hiện nơi con. Thôi thì thời mạt pháp ni cô về chùa giảng pháp cũng phải chịu thọ tội này. Thọ tội rồi mới được về tu chánh đạo, thức tỉnh hoàn toàn. Nếu con không thọ tội thì sau này con có nhiều tội ác hơn nữa. Nhị vị đưa tôi đến chảo dầu sôi đang sôi sùng sục. Hộ pháp ông Tiêu nói: phải khóa họng Diệu Hân lại, nếu không khóa họng lửa nó sẽ, Diệu Hân sẽ niệm Phật không thoát được cái đau đớn đó đó. Thì có một vị Quỷ Dương Bồ Tát nắm cái tay như này nè, lúc đó Diệu Hân nhớ, để lên ngay chỗ này chú một câu, thì các vị nó nắm Diệu Hân thảy vô cái chảo đó. Cái chảo đó rất là nhiều người, không phải là một mình Diệu Hân. Lúc đó Diệu Hân rất là đau đớn, cái chảo đó sôi sùng sục sùng sục, mà cái chảo đó nó màu vàng, sôi sùng sục sục. Diệu Hân nhào vô đó thì Diệu Hân niệm Phật, niệm Phật không phải là chỗ này mà niệm Phật ngay chỗ này đi lên. Diệu Hân nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật. Diệu Hân thủ mà, trong lúc mình thấy vô là Diệu Hân phải thủ, thì niệm. Diệu Hân không thấy đau, không thấy đau đớn gì hết. Thì hộ pháp ông Tiêu mới nói: lôi Diệu Hân ra. Lôi Diệu Hân ra rồi ổng mới lấy cái tay như thế này, chú ngay đây, ông chú ngay chỗ này, ông chú ngay chỗ này. Rồi cái ổng thấy Diệu Hân đi vô trong cái chảo đó. Nam mô a di đà Phật, kính thưa quý Phật tử và quốc dân, lúc đó tôi có thủ câu niệm Phật không được, không thủ được, lúc nó đau, nước sôi mà nó nóng mà nó tăng trong đó mà nó nhức nhối. Cái này là không phải là đau mà nó đau từ thể xương, mà nó nhức cái chỗ trong đó, nhức mà nó đau đó cái trong vùng, mà phải nó nhức nhối. Mà Diệu Hân ngóp lên ngóp nó xuống trong cái đó, ngóp mà chịu đựng trong cái đó không niệm Phật được các vị à. Chết lên chết xuống mà thấy nóng nảy trong người. Các vị cứ nghĩ đi, các vị nấu một chảo dầu sôi, nói một nồi thức sôi, đừng nói cái chảo dầu có nồi thôi, các vị thay cảnh thế nào, chỉ cần cái gì bỏ cái tay này đút vô trong cái lửa, các vị thấy nhức nhối cỡ nào. Còn Diệu Hân phải chịu thế nào, nhức nhối không chịu nổi. Hai canh giờ Diệu Hân phải chịu, hai canh giờ có nghĩa là ngộp ở trong cái người đó, mà không phải là một mình Diệu Hân, biết bao nhiêu một cái chảo đó nó ngàn vạn, nó quá trời luôn, biết bao nhiêu người mà nói trong đó có Diệu Hân, có Diệu Hân ở trong đó. Nam mô Phật, ngập qua một loại mình nhức nhối, mà cái lạnh của cái lạnh nó khác, mà còn cái này nó nhức nhối trong đó, nó đau nhức trong đó, mà nó nóng, mà nó có nghĩa là không tưởng tượng, không kể được. Bây giờ Diệu Hân không kể được, khi mà vớt ra rồi đó, các vị vớt Diệu Hân ra cái chảo đó rồi đó, Diệu Hân không còn hồn nữa. Thì các vị nắm hai cái tay vỗ vào ba cái, Diệu Hân tỉnh lại. Thì lúc đó trong người đó, chứ nghĩa là không có tưởng tượng, nó có đau đớn vô cùng. Sau đó nhị vị Bồ Tát, năm vị, có một vị ác độc Quỷ Dương Bồ Tát, một vị đó cái gương mặt nó ghê lắm, không thối được. Ông có một cái bàn tay xương sóc nhìn, xương sóc ổng giả cái này Diệu Hân, ổng giả bên đây mà máu nó tuôn rơi, đau. Cái gì nghĩ cái bàn tay của mình giả là thấy nó đau rồi, cái bàn tay của ổng còn ghê gớm hơn nữa. Giả Diệu Hân giả mà máu thịt nó tuôn rơi, mà ổng giả một canh giờ, ổng giả Diệu Hân một canh giờ. Rồi Diệu Hân có nghĩa là sống sòi. Rồi cái vị hộ pháp ông Tiêu ổng vỗ trán ba lần một cái nữa rồi tỉnh lại. Tỉnh rồi đâu phải như nó thôi nè. Rồi thêm nữa, ổng đem cái đầu gà bự vậy nè, Diệu Hân nói một cái đầu gà bự vậy nè, cái rổ đầu gà mà Diệu Hân thấy cái rổ mà hết hồn luôn.
cái đầu gà nó bự vậy nè, đó không, cái đầu gà nó vừa cổ gà, nó vừa đầu với vừa mỏ kia, mà cũng chất vô một rổ. Các vị cứ nghĩ coi, nắm cổ vừa hơn đưa ra một ông dồn vô, mà các vị nghĩ coi, các chị dồn mà rồi vậy ăn cái vật gì mà nó cứng chút xíu thôi, các chị chịu không nổi xương chút xíu thôi, mà ông dồn hết cái đầu gà đó vô hồng vô hơn, ông dồn vô hơn, ông dồn vô xong cái ông cho một con chú, ông nắm cái tay vậy nè, chú vô đây nè, chú vô là bắt đầu là mình dồn vô là bao nhiêu đó là chịu là chết người rồi đó nha, mà là có nghĩa là nhẫn lên dẫn xuống, nó là như vậy đó. Khi mà ông chú ra rồi cái bắt đầu cái đầu ông nắm cái đầu gì hơn đất nhà nè, đó bắt đầu đầu gà nó ói ra, xương gà ói ra, mỏ gà ói ra, nó ói tràn thang, mà ói đâu phải dễ các vị, nó xin lỗi các vị chứ hết hồn, nước mắt rơi luôn, ói ra nha, nó đau đớn vô cùng, xương gà nó móc vô trong con cổ họng nè, móc ủa mà một cách nhờ A Di Đà Phật nói mà nước mắt chảy rơi. Một canh giờ ói ra, các chị nghĩ coi, một cái đầu gà thôi, một miếng cá thôi mình mà vô chỗ này là chịu không nổi rồi, nhưng mà nguyên đầu gà, nguyên rổ gà ăn vô rồi, ông dồn vô rồi ói ra hơn một canh giờ, ói ra sống ra nó đau đớn cỡ nào, vừa ra ủa tới rồi hết rồi bắt đầu xỉu luôn, rồi bắt đầu ông nói chết chưa con, thấy tội chưa con, cái tội mua gà về cho con ăn. Mua gà là gì? Tại vì sao lúc đó nhiều hơn làm sao, đúng là người đời mà hà tiện lắm, nói thật hà tiện lắm, không dám mua con gà cho con ăn, mà không dám giết gà, nhưng mà đi mua đầu gà về cho con ăn. Tại vì sao hà tiện không dám cho con ăn sang, ăn cái đầu gà nó rẻ tiền, thay con gà nó 20.000 ký mà mua cái đầu gà nó có 2.000, mua con mình nó ăn kho sợ ớt ăn bậy bạ ngày qua ngày, nhưng mà cái đó là cái tội, dám ăn đầu gà nó trả tội. Rồi cái tội mà giết con gà nữa, thì chút tôi kể về sao, còn giết con gà nó bây giờ tôi kể cái tội trước tôi thôi. Nam mô A Di Đà Phật, nói xin lỗi với toàn thể quốc dân Phật tử và tăng ni này, chúng tôi thấy rồi, hết rồi, nói ói cái đầu gà thôi là cũng thấy chết rồi, đừng có nói cái trong cái chảo dầu sôi đó, nhưng mà chịu thân tôi phải chịu quả báo ở trong đó, nó mà quý dữ mà giả trong hai này nè. Rồi cái tội danh, năm tội danh nó là tội gì, dám làm chứng người để mà người ta ly hôn nhau, mà câu chuyện đồng ý có thật nhưng mà từ bi của Diệu Hân không có, nên lời nói của Diệu Hân hút xa thì gà chết, mà lời nói mình người ta sẽ xa nhau thì chính bản thân mình phải chịu quả khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối cùng rồi các vị mới nói như thế này, Diệu Hân ơi, con thấy như vậy, con phải chịu quả nghiệp như vậy, con nhớ tội chưa? Thầy và các thầy ở đây, nếu mà gây khổ, gây tạo cho người nghiệp báo, thì xuống đây các thầy và Bồ Tát cũng phải chịu quả khổ. Đừng nói chi là nhiều hơn. Các vị nói rõ ràng, bây giờ con đã chịu quả khổ ở đây rồi, con nhớ về chùa tu chánh đạo, mà phải tu chánh đạo, phải dẫn quốc dân Phật tử tu cho tốt, thức tỉnh hoàn toàn. Như vậy mới nói rằng, trước khi mà con về, con phải nhớ rằng trên thế gian này là hiện tại mà thôi, nhưng mà thực tế cuộc đời là sống như thế này, là sống trên thế gian là 100 năm hoặc 70-80 năm, nhưng mà đời hiện tại là cái đời thế gian, nhưng mà tạo quả nghiệp thì phải trả dai ở chốn tâm linh, có nghĩa là địa ngục không phải ở đâu xa, ở ngay tâm linh của mình, khi chết đi tái sinh lại, hồn linh lại quay trở lại trả nghiệp, chứ không phải chết là hết. Ta chết đi là thân mình, thân này là quẩy quại, nhưng mà hồn linh vẫn còn hiện thân để trả quả. Đó, ông nói tôi như thế. Sau khi Bồ Tát Hộ Pháp đưa tôi đến, có nghĩa rằng tôi đã thoát được, khi ói được cầu rà xong rồi, ông giảng pháp và ông nói như thế này: hồi xưa đó, hồi 13 tuổi con có tội, con dám cả gan thèm thịt gà. Lúc đó 13 tuổi con dám cả gan cắt cổ gà làm thịt ăn, mà còn ăn trộm nữa. Tội làm chứng hai kẻ gian dâm chuyện của người, ai cho phép con làm chứng cũng là tuổi thơ. Nhiều chuyện mà ra, con có biết tại vì sao con phải chịu quả báo hiện tại làm đi cô không? Xưa kia Bồ Tát hướng dẫn về chùa tu,
con không chịu, còn nói mặt đẹp như vậy mà cạo đầu đi tu sao? Không dám đâu. Đố Bồ Tát bắt được con, nếu Bồ Tát bắt được con là Bồ Tát giỏi. Cho nên khi con bị điệu về chùa mang hình tướng son phấn, đi tới đâu bị rủa xả tới đó. Dù biết con là bậc chân tu của tiền kiếp, nhưng cũng bị thế gian xem thường, là do con tạo ra mà thôi. Chứ con là bậc chân tu, cho nên có nhiều người kính trọng chứ không phải là không. Do bản thân con tạo cái gương mặt, thì ngày hôm nay con phải chịu quả khổ mà thôi. A Di Đà Phật. Nhị vị Bồ Tát mới nói Diệu Hân như thế này: Diệu Hân, thầy sẽ dẫn con qua cửa 11 và cửa 12. Nếu trong cửa 12 và 11 đó mà các vị cho con vào thì con vào, nếu không được thì thôi, chứ các vị, các thầy đây không có quyền vô cửa 11 và 12. Nam Mô A Di Phật. Sau đó Diệu Hân được các vị đưa đến một cửa. Thì cái cửa này á, đi qua một cái cửa này là cái cửa là bên Tam Quan. Có ba cửa, cửa thứ nhất và cửa thứ nhì là cái cửa chính giữa là cô Diệu Hân qua rồi. Thì cái cửa nằm bên cửa Tam Quan là cửa thứ ba. Là cửa này là cửa để có hai cửa thôi, mình gọi là cửa 11 và cửa 12. Nhưng mà cửa này là cửa Tam Quan đó, cũng là cửa Tam Quan. Nhưng mà Tam Quan này có hai cửa. Thì Diệu Hân mới, các vị mới chỉ tới cái cửa đó, thì Diệu Hân mới tới. Có một vị mặc bộ đồ tây, vị này mặc bộ đồ tây, áo trắng, quần tây, đứng nghiêm hình giống như công an, giống như là công an đang nghiêm hình đó. Thì Diệu Hân mới bước vào, thì vị mới nói rằng: Dương pháp là gì? Nếu cô trả lời được dương pháp, tôi sẽ cho cô vào cửa này. Nam Mô A Di Phật. Lúc đó Diệu Hân không biết dương pháp là gì, tại Diệu Hân đâu có biết cái gì bên pháp luật đâu. Nhưng Diệu Hân nhìn kỹ cái người này như thế nào thì Diệu Hân ngơ ngẩn không biết trả lời. Diệu Hân nhìn chú ấy rất lâu, tướng thì rất cao ráo và đẹp trai, nhưng lời nói rất là nghiêm nghị và dứt khoát. Diệu Hân nhìn lên bốn chữ, không biết bốn chữ đó là gì. Có một cụ già tóc bạc trắng rất là đẹp, người thì đẹp, môi thì hồng, nói chung cái gì ông cũng đẹp và sang. Ông ôm quyển sách cũng có bốn chữ y như trên tấm bảng trước kia trước cửa. Ông nói với Diệu Hân rằng: tiền kiếp của cô học rất giỏi, học đủ thứ tiếng, kiếp này vì nguyện lực tái sinh kiếp vô học, để kề cận dân nghèo, dân thiếu trí, dân thiếu từ bi, để cô học hỏi, để trở về thời mạt pháp. Nên cửa này cô không vào được, bốn chữ này là sang hà xã tắc. Nếu như cô có học, có liên quan đến quốc gia thì cô vào được. Diệu Hân suy nghĩ câu dương pháp là thời triều của Dương Hoàng Đế cai trị mới gọi là dương pháp. Bốn chữ đó là chữ Hán, ngục này là từ đời vô thủy xa xôi lắm. Tại vì sao các vị Bồ Tát Quỷ Dương và họ Pháp không có thẩm quyền đến đó? Vì sao các vị mặc đồ tây đứng trước cửa và có cả cụ già sắc lẹp đảo giải bài cho Diệu Hân là sơn hà xã tắc? Không biết tại vì sao lại là chữ Hán. Diệu Hân nghĩ đơn giản, thời hoàng triều có người hoàng triều dưới cửa, thời nay là tổng thống, là chủ tịch nước, gọi là quốc pháp hay là pháp luật hiện tại, nên chú đó là người của thế kỷ 19 hay hoặc là 20 hoặc 21, nên mới mặc bộ đồ tây trang nghiêm. Mà một vị này, chú đó mặc bộ đồ tây, quần tây đen bằng vải săn gió, áo tơ rong 4000 trắng, chú mang một đôi giày da của thời Chợ Lớn, tóc cắt ngắn. Còn cụ lão mặc bộ đồ lụa màu sương khói, áo may kiểu lãnh tụ của thời xa xưa, quần lại là quần đái nem, bộ đồ mặc rất là sang. Ông mang dép cũng tương tự của cụ Hồ. Ông có gương mặt rất đẹp lão, hàm râu trắng, tóc trắng. Ông có giọng nói rất là vang vang và trầm ấm. Diệu Hân đứng bên cạnh ông từ nhỏ tới lớn, tới giờ chưa bao giờ Diệu Hân đối diện với người nào như ông. Ông rất là hào tướng và lịch sự. Khi đối diện với Diệu Hân, ông có trình độ kiến thức và từ bi tỏa ra. Diệu Hân không bao giờ quên ông, dù ông là bậc vô hình. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Hân nhìn kỹ tướng cả hai vị, Diệu Hân nghĩ rằng đó là cụ lão có đức từ bi giảng cho Diệu Hân, đó là hai vị đắc quả, nhất định hai vị này đắc quả của thời nào đó mà Diệu Hân không biết. Diệu Hân quay ra khỏi cổng 11 và 12. Nhị vị Bồ Tát cùng các ông Tiêu nói với Diệu Hân rằng: trước khi con đến ngưỡng cửa chính của đại địa ngục, ở dưới dòng nước sóng lớn có ba đường tẻ. Con lọt vào đồng đường tẻ chính giữa là cửa chính, còn hai đường tẻ
tả và hữu đó là cổng tam quan của ba đường đọa đại địa ngục A Tỳ, và hai ngục cuối là Sang Hà Xã Tắc. Thầy sẽ dẫn con qua địa ngục bên tả, các vị nâng diệu hân đi lướt qua rất nhanh đến cửa ngục bên tả. Nam mô A Di Đà Phật. Vào ngục thứ nhất, ngục thứ nhất là ngục bất hiếu cha mẹ thầy cô, không chăm sóc cha mẹ, hỗn láo với sư phụ hoặc thầy cô, hỗn láo với anh chị, làm phiền lòng anh chị, làm phiền lòng anh chị, phải chịu quả báo địa ngục, phải bị người cầm thú đánh đập tra tấn, lấy cây ba chỉ xỏ miệng. Tùy theo hỗn láo nặng nhẹ bao nhiêu kiếp, tùy theo nghiệp mà thọ sanh. Tội nhân rất nhiều, không biết bao nhiêu mà kể. Có tội nhân lấy tiền của cha mẹ tiêu xài quan phí, phải ăn dòi rất là ghê sợ. Nàng dâu liếc hái mẹ chồng, hỗn xược mẹ chồng, bị người đầu trâu mặt ngựa xẻo lưỡi cắt tay, móc mắt rất là ghê sợ. Tùy theo nghiệp gieo mà thọ lãnh bao nhiêu kiếp rồi tái sanh, đa số tái sanh tàn tật do tiền sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nhị vị dẫn Diệu Hân vào ngục thứ hai, vào ngục người mang tội danh là ngục dòi, ăn uống xả bỏ khen chê đổ tháo, chửi rủa người phục vụ ăn uống, chửi rủa người lập công phục vụ ăn uống, tự kiêu tự ngạo cho là có tiền ngang tàn hốc hách, cũng nhiều vô số kể. Tội nhân bị dòi đục rất là ghê sợ. Đói thì phải ăn dòi, tạo bao nhiêu thì chịu quả báo bấy nhiêu, tái sanh nghèo khổ ốm đau. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy vậy Bồ Tát dẫn nhiều hơn đến ngục thứ ba, ngục này gọi là ngục tham lợi, tức là ngục sỏi đá. Nhiều vị ở nơi này rất đông, ăn toàn là sỏi đá, quả trả quả bị đầu trâu mặt ngựa cho ăn sỏi, vì tội tham tiền của người, bóc lột sức lao động của người, dùng thủ đoạn lợi dụng người làm công, trả tiền ít làm việc nhiều, tước đoạt tiền của người, bị đầu trâu mặt ngựa kéo lê giật ngã cho ăn sỏi, ăn sắc dụng lửa đỏ, định luật bao nhiêu kiếp rồi tái sanh làm trâu bò ngựa cho do tiền sanh bao nhiêu kiếp, do lòng tham nhiều hay ít. Nam mô A Di Đà Phật. Nhị vị dẫn Diệu Hân vào ngục thứ tư, ngục này là ngục sát sanh hại vật. Ngục này có nhiều dụng cụ, búa, đao, kìm, chĩa ba, đinh đóng, có nhiều vong linh phải chịu đầu trâu vặt ngựa như đóng đinh vào đầu, kìm nhổ răng, chĩa ba đâm vào người rất là ghê sợ. Cứ giết con gì, làm cách nào thì các vị làm như thế nấy. Đập đầu trâu thì các vị lấy búa đập đầu lại, cứ thế, chết đi sống lại, hành hình tiếp tục đến hết kiếp nghiệp báo, tái sanh làm ngựa trâu bò do tiền sanh. Tất cả những con vật nào mình giết bao nhiêu vật, và mình làm bao nhiêu con gì, và mình giết con gì, khi mình chết đi, mình sẽ vào nơi cửa ngục đó. Thì là mình giết bao nhiêu, mình đập bao đầu bao nhiêu thì được trả quả bấy nhiêu, rồi sau đó mình được đi tái sanh về đâu là do mình giết bao nhiêu. A Di Đà Phật. Cái này tôi xin chuyển về cái bên tái sinh và luân hồi. Cái này là dừng ở chỗ này, chỉ nói là cái phần này thôi. Nhị vị dẫn Diệu Hân vào ngục thứ năm, ngục này có tên là ngục xé miệng. Tội nhân trong ngục này khinh chê nhiều chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có, liếc hái sân si, chửi rủa hỗn xược với bậc cao tuổi, phỉ báng người hiền đức, được người đầu trâu vặt ngựa xé miệng, cắt lưỡi, chọc lửa sắc vào miệng, cứ thế mà hành tội hết quả báo, tái sanh làm người tàn tật do tiền sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nhị vị dẫn Diệu Hân vào ngục thứ sáu, ngục này gọi là ngục nhân phẩm đạo đức, cột lửa dầu sôi. Con người tội nhân là bậc có học và vô học, có chồng lại lấy trai, đoạt chồng người, thông dâm nhiều chồng, nhiều vợ, hại gái tơ, thông dâm nhiều người, mua bán người thông dâm. Cột này, cột lửa chảo dầu sôi, đầu trâu vặt ngựa cho tội nhân ôm, cột cháy hừng hực vào chảo dầu sôi tới chừng nào hết quả nghiệp, cho tái sanh nghèo túng ốm đau muôn kiếp. Nhị vị dẫn Diệu Hân vào ngục thứ bảy, ngục này gọi là ngục đoạn mạng. Tội nhân đâm chém thuê, bạc ác, đánh người hiền đức, đánh chửi rủa người hàng xóm, đánh chửi người thân, đánh chửi quan quyền, đánh chửi thầy cô, đánh chửi thầy sư học đạo, đánh chửi thầy dạy nghề. Ngục này chia ra bốn tội hình. Tội nhân nằm trong hầm rắn, rít cắn xé, bị quỷ đầu trâu mặt ngựa cắn xé, dao chém ngang dọc, chĩa ba đâm thọc vào người, đến chừng nào thọ hết quả khổ, tái sanh do tiền sanh tùy theo nặng nhẹ bao nhiêu kiếp. A Di Đà Phật. Diệu Hân được nhị vị dẫn vào ngục thứ 8, ngục gian tham hại người. Ngục này có 4 ngục: ngục quả đồng, ngục sát thân, ngục cọp tha, ngục ngựa sắt. Tội nhân này phải chịu quả khổ do vì lòng tham hại người, nhà tan nát cửa, tiếp tay kẻ hung dữ để hại người, cho vay lời quá cao, phao du người đau khổ, mượn danh quốc gia,
ỷ quy quyền ép chế dân nghèo, tước đoạt công ăn việc làm của dân, tước đoạt nhà của dân, tất cả tội nhân tàn ác bạo lực tước đoạt, được cọp tha, cọp xé rất là đau đớn. Ngựa sắt phanh thây, tứ mã phanh thây rất là ghê sợ. Thân hình bị chà sát dưới đinh trong quả lửa đỏ, chảo đồng soi kéo lôi người tội vào chỗ lửa rất là ghê sợ. Tùy theo nặng nhẹ bao nhiêu kiếp rồi tái sanh trâu ngựa, tái sanh trả nợ cho dân chúng. Ăn dơ một thì phải trả ngàn kiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Nhị vị dẫn Diệu Hân vào ngục thứ 9. Ngục này dành cho bậc trí thức, gồm có 4 ngục: ngục Kim Châm, ngục Quả Sa, ngục Quỷ Đầu Trâu Bạc Ngựa, ngục Thiết Lưu, ngục tội nhân là sinh viên, giáo viên, học viên, bác sĩ, y tá, kỹ sư, văn sĩ, luật sĩ và nghệ sĩ. Tất cả dành cho những người tài trí, bất cứ nơi nào bậc trí và tài, thành phần trí thức, học chưa đạt mà lại đi mua bằng. Cô thầy ỷ quyền không hách, học sinh không vừa ý đuổi thẳng ra khỏi trường. Không cần biết học sinh đó làm gì, thầy cô giáo đua nịnh cha mẹ học sinh giàu, cho đề thi lấy tiền làm giàu cho bản thân, bán đổi đề thi để thâu lợi riêng, giảng dạy lơ là, kinh khi học sinh nghèo và ngu dốt. Bác sĩ khám bệnh, câu bệnh nhân kéo dài bệnh, thuốc bán vô giá cho bệnh nhân, xem thường bệnh lý của bệnh nhân, không đủ chân tâm của một vị bác sĩ thanh thánh thiện, coi thường luật của nhà nước. Người nghèo xem thường không chăm sóc y tá và hậu lý chăm sóc bệnh nhân, chửi rủa bệnh nhân, xén thuốc bệnh nhân, xu định bệnh nhân giàu có, bỏ bê bệnh nhân nghèo. Văn sĩ viết kịch bản, viết tiểu thuyết, viết sách không lành mạnh, làm tác hại cho thế hệ dân chúng học sinh, sinh viên vào u mê khoái lạc, vui thú ái ân, làm nhiễu loạn một đất nước. Diễn viên, nghệ sĩ đóng phim, đóng kịch không lành mạnh, làm tác động cho quốc dân, mượn tiếng hát, mượn lời ca, mượn hài kịch để mà chòi mài tiền của quốc dân và Phật tử, lừa gạt quốc dân và Phật tử. Luật sư cải án và hành án không chí công vô tư, vì tiền hại người tốt, cấu kết thành phần xấu trắng và đen, người oai phải chịu tội, người oan phải chịu tội. Tất cả những tội nhân nói trên, kim châm toàn thân bị quả sa từ trên cao sa xuống cháy đỏ, bị đầu trâu mặt ngựa quỷ ác móc mắt kéo lưỡi, ngựa dẫm rất là ghê sợ. Sau đó vào ngục Thiết Lưu, ngục này 4 vách thành đóng bỗng thiêu các tội nhân, cứ thế hành hình đến khi nào hết quả nghiệp. Tùy theo nặng nhẹ tái sanh làm trâu bò bao nhiêu kiếp, làm người ngu dốt đần độn cho tiền sanh. Nhị vị Bồ Tát Quỷ Dương nói với Diệu Hân rằng, ngục dành cho dân trí này rất có hại cho nhân dân, nếu không thi hành quả ngục thì khó tránh tay ách cho nhân dân một nước. Thầy ông Tiêu Hộ Pháp nói, đã làm công dân trí thức vô lượng phước đức mà không biết lấy đức thí cho người, 36.000 ngày cũng phải trôi, cũng phải vào 3 đường ác đạo. Tội nhẹ thì tái sanh tàn tật do tiền sanh, hoặc làm thú trả công làm muôn kiếp. Tội nặng phải vào 18 tầng địa ngục vô gián, không bao giờ luân hồi, phải trả nghiệp báo nghìn trùng kiếp, đau đớn biết bao nhiêu. Bậc trí có từ vô lượng phước đức của nhiều đời đâu phải dễ, lấy trí tài giúp dân hộ nước, nhà lạnh mạnh là vô lượng phước trồng lai. Thế thời ác lai ác báo là đây, đừng tưởng sống trọn 36.000 ngày nghênh ngang tự đắc. Bậc trí tài danh tài, thân xác hiện tại là thân xác tạm, hồn linh quả ngục phải trả vai. Nam mô A Di Đà Phật. Nhị vị Quỷ Dương Bồ Tát nói, một đất nước có bao nhiêu dân chúng, sự trả vai không thiên vị, kẻ nghèo khổ lại ốm đau. Kẻ nghèo mà mạnh khỏe, kẻ giàu thì mạnh khỏe, kẻ giàu thì lấp bệnh tật và nghiệp báo. Tội báo ác lai ở tại thế chứ ở đâu xa. Cũng thời với người, sao người khổ, người bệnh tật đói nghèo, người thì giàu sang phú quý, trí thức học ít hiểu nhiều. Còn người học hoài mà học không vào là do nghiệp chướng đời trước, đời đời kiếp kiếp trước. Muốn thoát khỏi nghiệp báo trả vai, sống báo hiếu với cha mẹ, anh em, sống tốt với đồng bào dân tộc hoặc các nước lân bang, hãy bỏ tham sân si, hãy bỏ những vật tật xấu đố kỵ, kỳ thị nghi ngờ, cố chấp, khinh khi, kẻ dốc cờ, đó là phước đức trùng lai. Và của vô lượng phước trùng lai, nếu đem đức từ bi rộng lớn giúp người nghèo thoát khổ, giúp người vô trí bớt ngu si, nhất định sẽ luôn luôn tiền khiên kiếp là bậc trí tài giúp dân cứu nước. Thầy Hộ Pháp Ân Tiêu nói rằng, thầy cô sư thầy ở thế gian là ngọn đuốc cho tất cả môn sinh học. Học sinh học dở do tiền khiên sanh ra, hãy lấy đức từ bi mà dạy dỗ, đừng thối tâm. Những kẻ ngu si đó sẽ về đâu khi mình là kẻ vô tâm? Vì ích kỷ đuổi xô đánh đập cho ra khỏi trường thành kẻ vô trí. Giáo dục là bổn phận của quốc giáo của đất nước. Quốc giáo suy bại cường hào, quốc dân vô trí,
ác bá hại dân lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nhị vị Bồ Tát dẫn Diệu Hân đến cửa thứ 10, bên tả là bên hữu. Bên tả có hai cửa, cửa này dành cho dân chúng và Phật tử, bên hữu dành sư thầy và thầy tu giả, thầy tu không đủ đạo hạnh. Nam mô A Di Phật. Ngục này chia thành năm ngục: ngục trâu cài, ngục quỷ sứ, ngục cói sai, ngục cói giả, ngục ăn dòi. Những hồn chịu quả khổ trả báo tại ngục 10 này. Tại ngục thứ 10 này có những tội danh như sau: Phật tử vào chùa làm công quả, chửi lộn xéo xiên các tăng ni, hổ sượt bậc chân tu, dành chỗ ngồi tăng ni tung tụng kinh. Vợ trụ trì ra quay cùng Phật tử, mẹ trụ trì chửi rủa đại chúng, dành ăn uống với tăng ni, đàn áp Phật tử làm công quả, chửi rủa chúng dân vào chùa, tụng kinh cầu siêu cầu an, gây lộn trên chánh điện, tranh đua giành vật làm công quả, xéo xiên nói xấu tăng ni, xéo xiên nói xấu Phật tử thiện, đàn áp chửi rủa chúng dân vào chùa làm công quả, khinh chê bậc chân tu, A Tòng cùng tăng ni phàm, chửi rủa tăng ni thiện, xúa dục chú tiểu, chửi rủa bậc tu phạm hạnh, khinh thường khi dễ bậc chân tu ngoài tăng đoàn, mượn danh giả Phật tử chùa, hoặc mượn danh tam bảo bán đồ dụng vật dụng xài, hoặc đồ ăn uống, hoặc là những dụng cụ cho quốc dân và Phật tử. Về vấn đề tu tập cho quốc dân Phật tử và tăng ni với giá đập đổ, nấu cơm tam bảo phá hoại, cơm ăn nửa bỏ nửa, bỏ thừa mứa đồ ăn thức uống của thí chủ đàn na cúng dường, quan phí không canh giữ. Tất cả những tội danh này phải chịu nghiệp quả ngục 10 ngục này: trâu cài, ngựa quất trên thân xác, quỷ sứ, quỷ ác mất mắt, kéo lưỡi, mồi gàn tìm, cấu xé, cối xay tan da nát thịt, cối giả xả thân tan nát, ăn dồi vô số kể ngày lẫn đêm. Đến khi nào trả hết nghiệp báo, tái sanh làm chó, làm trâu, làm bò, làm ngựa trả nợ, và hoặc là tàn tật do tiện sanh, tất cả tội nhân này sẽ bị quả nghiệp ở chùa hoặc ở gần chùa. Nam mô A Di Đà Phật. Ngục bên hữu có 10 ngục: ngục đa sân, ngục quả đốt, ngục chân tai, ngục tứ giác, ngục quỷ dạ xoa, ngục ngạ quỷ, ngục súc sanh, ngục chim lửa, ngục cọp sắt, ngục răng sắt, ngục giọng đầu. Tội nhân là người tu không đủ đạo hạnh có tội danh như sau đây: tụng kinh không nhất tâm, cầu siêu cầu an người đòi tiền giá cao, đọc sách kinh lưu loát để đi gạt thí chủ đàn na, tạo chùa giả để thu tiền cho gia đình xài, xuất gia tu Phật mà chưa cắt ái, đánh chửi bậc chân tu, làm thư ký tam bảo ăn chặn tiền tiêu xài, làm phòng the ở tại chùa, nói oan nói lưỡi hai chiều với bậc chân tu, tìm cách hại đại chúng tu ra khỏi chùa, nói lời tốt đẹp với Phật tử để vụ lợi, cất tiền riêng, cất giấu tiền bạc tam bảo, tu không đủ giới luật, làm kẻ tiểu nhân với đại chúng, khinh chê ỷ thế ta có học, tự cạo đầu xuống tóc, mặc áo bà sa, tự xưng bậc xuất gia chưa thọ giới, tự mình cho thọ giới, tự xưng họ thích, cất chùa, cất tịnh xá, tự xưng danh, mặc áo trang nghiêm ra vẻ tướng để cho chúng dân Phật tử quỳ lại, chúng dân Phật tử nghèo vào chùa xua đuổi, mở cửa chùa xem bói xem tướng, ở chùa làm bùa làm ngải cho chúng dân Phật tử vào cho đông, ăn cơm chê bai, bỏ thừa bỏ mứa, tu mà ăn một bữa bỏ một bữa, còn ăn đồ ăn chiều thì bỏ, tu mượn danh làm chuyện bất lương, tham đắm chất mê sai, làm trụ trì cho gia đình tắc quai mang dòng họ thích mà còn nhiều vợ nhiều con. Tất cả các tội nhân này được hành động bị quỷ dữ hét ra lửa vào mặt, đốt chân tay khét đen, hai tay hai chân cột chặt, ngựa sắt phanh thay, bị cầm thú đập mổ, chim lửa câu móc mắt, phà lửa vào mặt người, bị cọp sắt hành hình vồ xé tan thân xác, bị rắn sắt quấn xiết chết đi sống lại, bị quỷ dữ giạt đầu cắt cổ, có người bị đầu bự cổ nhỏ bụng to, bị chim lửa phun lửa cháy đỏ tim gan, thật là ghê sợ và hãi hùng. Những tội nhân này bị hình hình xong ăn cơm bằng giò nhúc, tùy theo tội nặng nhẹ, hết quả nghiệp tái sanh làm trâu bò ngựa, hoặc là tàn tật do tiền sanh, hoặc làm người nghèo trả quả nghiệp. Nam mô A Di Phật. Bồ Tát Ông Tiêu nói hộ pháp nói rằng: những tội này không kể Phật pháp là gì, chỉ cần đạo cái cạo cái đầu trọc, mặc áo bà sa cho là tu, hoặc chỉ vào chùa tu cho có, chứ không biết pháp Phật là gì, cứ nói Phật là tượng mà thôi, không có chi, không có thị hiện ở thế gian, cho nên mới lộng hành như vậy, mới gọi là mạt pháp. Tu mà tham lợi tham tiền, ích kỷ bè diễu chúng tu, mượn chú làm chùa cha, mượn chùa thầy làm chùa ta, dám cả gan mua bằng chứng học,
trên xét dưới, xem Phật pháp vô hình chẳng ra chi. Thờ Phật cho đẹp để thâu giàu mà không biết thương chúng dân nghèo, lấy pháp Phật tuyên ngôn mà làm ra vẻ Phật tướng. Ông ở cao bà ở dưới lạm dục chức quyền mà ra nông nỗi này, vật chất tiền tài của kẻ phàm phu. Tu xuất gia theo Phật sửa đổi tâm, trước độ cho mình và cha mẹ cũ quyền, sau đó độ cho chúng dân. Hà cứ chi phải vào ngục vô hình mà thọ quả khổ, làm náo loạn chúng dân gian, người đi rồi kẻ đến. Giảng kinh Phật nói vì sao mà tội lỗi? Vì lòng ham muốn mà sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Phật gia chỉ dạy tu chánh đạo, muốn cứu lấy cha mẹ của quyền thất tổ, cúng dường tam bảo sớm hôm. Đã là tam bảo sớm hôm, là tam bảo tại thế gian gọi là ba đời, thay ba đời chư Phật tu phạm hạnh để thọ lãnh cúng dường thí chủ Đàn Na, nhận để độ cha mẹ thí chủ Đàn Na được quy tiên. Ngài rằm tự tứ không chánh nghĩa, vì kẻ xuất gia chỉ tu phàm. Đó là những lời của Bồ Tát Quỷ Dương nói. Như vậy Bồ Tát Quỷ Dương nói người tu phàm không đủ hạnh thọ lãnh Phật cúng dường thí chủ Đàn Na. Ngài tự tứ rằm tháng 7, ngài cầu siêu 21 ngày, ngày 49 ngày và 100 ngày, không được ngồi đại trước đại chúng thọ thực cúng dường, tội đó khó thoát ba đường ác đạo. Đại đức và trụ trì vì quen thói, vì lợi ích riêng mà thỉnh cầu các vị tu phàm cũng phải bị rơi vào ba đường ác đạo. Vì ngày đó là mười phương chư Phật giáng kiến và hộ pháp, hộ tăng ở bên cạnh thọ giám. Từ cử chỉ hành động của tăng thọ thực và cả gia đình dân lễ cúng dường cho tăng, tăng đường trai đàn. Tăng phạm hạnh là tăng không có tham sân si, không cất giấu tiền bạc, cắt ái ly gia trọn vẹn, không lưu ái với người thân, không tiếp Phật tử quá 30 phút, hướng dẫn Phật tử tu chánh đạo. Bậc tu phạm hạnh, bậc thánh tăng khi được mời dự lễ trai đàn không câu nệ mới là bậc phạm hạnh. Bậc thanh tăng dù bất cứ ở nơi đâu cũng phải đến, trừ khi có trai đàn trùng hợp, bậc phạm hạnh đó phải đến trước giờ hoặc sau giờ khi cần thọ thực cúng dường. Chỉ cần ba nén hương lại mười phương chư Phật cầu siêu cầu an cho người đó là bậc phạm hạnh thọ thực vô tướng. Lời kệ pháp của kinh Pháp Hoa tại thế gian kệ rằng: Phật thẩm thâm tịnh tợ lưu ly, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Tu mà không có từ bi, tham lam tật đố là về quả khổ như thế. Như vị Quỷ Dương Bồ Tát nói, trong đây có nhiều thầy tu học giỏi, hoặc thiền gọi là giỏi cho là chứng ngộ, hoặc cũng là cũng có một hoặc hai ba thần thông hiểu biết, nghe và thấy tưởng chừng đắc chứng là quả Bồ Đề, hoặc là thánh tăng ở trần thế, tự xưng mình là vị tổ sư. Các vị có biết đâu do đâu mà có sự chứng ngộ đó? Do cũng có nhiều kiếp khi được những thần thông cho là một vị tự đắc tự kiêu, chưa được cuối đời hoặc sống trọn vẹn kiếp hiện tại, ngày ra đi phải đi thẳng vào địa ngục A Tỳ chịu khổ muôn kiếp vì tự cho mình là đắc ngộ. A Di Đà Phật. Một kiếp tu ngộ được thần thông cũng khó lắm. Vị chân tu suốt cuộc đời không hề nghĩ lợi cho bản thân, cộng lại nhiều kiếp nhiều đời rồi mới đắc quả. Một vị thánh tăng hoặc đại Bồ Tát đắc quả, vị thánh đó phải đầu trọc áo vuông, được tam thế Phật thọ ký, được vị Phật thọ ký qua câu chú. Câu chú đó một vị Phật thọ ký cho vị thánh tăng đó, giữ trong tâm câu chú đó không hề nói với ai. Đại Bồ Tát đắc quả, vị Bồ Tát Quan Âm được mười phương chư Phật thọ ký, tam thế Phật thọ ký, được vị Phật tổ Như Lai thọ ký. Vị Quan Âm Bồ Tát đó tên họ là gì? Danh hiệu là Quan Thế Âm Bồ Tát, được thọ ký câu chú, được mười phương chư Phật phóng quang đằng dâng lên giữa lưng trời, được mười phương dân chúng chư thiên quỳ đảnh lễ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếng trống trời, tiếng chuông trời vang rền. Tên họ là gì? Quan Thế Âm Bồ Tát. Tên họ là gì? Được xoay vòng tròn mười phương cho chúng dân chư thiên đảnh lễ trọn vẹn. Đó là bậc Quan Thế Âm Bồ Tát đắc quả ở tại thế gian này. Nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát đắc quả tại thế gian này không được tiết lộ cho ai biết mình là Quan Thế Âm Bồ Tát đắc quả, trừ khi vị đó sắp lìa đời khỏi thế gian này, vị đó sẽ tiết lộ. Nếu vị đó tiết lộ cho người thân mình nghe, vị đó phải trốn khỏi người thân, không được đứng gần. Nếu vị đó mà đứng gần vị người thân đó thì vị đó sẽ bị quả khổ. Nên vị đó có lỡ nói thì vị đó phải tránh, không thể nhắc lại. Nếu mà nhắc lại, vị đó phải chịu quả khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Người đắc quả không phải dễ. Nếu tăng và đi Phật tử và chúng dân, nếu nói Bồ Tát đạo tại thế gian này là Bồ Tát đạo mà thôi, chứ không phải là Bồ Tát đắc quả. Mà một Bồ Tát đạo của thế gian này
là phải xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo mới gọi là Bồ Tát đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo là tứ đại phải không? Từ bi rộng lớn được gọi là Bồ Tát đạo tại thế gian này. Chứ Bồ Tát đắc quả là khác nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Xin các vị nên nhớ rõ điều đó. Bồ Tát đắc quả là phải có sự thọ chứng nhận, và Bồ Tát đạo tại thế gian này là chính bản thân mình, là từ bi đức độ có mà thôi. Phải có vô lượng kiếp mới đắc quả Bồ Tát. Xin các vị nên nhớ điều này. Bồ Tát Nhị Diệu Quỷ Vương và Bồ Tát Hộ Pháp Ông Tiêu dẫn Diệu Hân ra khỏi ngục có hai cục kế tiếp, chỗ đó toàn là vong linh đau khổ khóc than chờ đợi sợ sệt, lớp đứng lớp ngồi rất đông, có nhiều vị mặc áo bên trắng bên đen, có nhiều vị cầu bao kỳ lạ kêu gọi vong linh được đầu thai. Nếu thú thì các vị có cô chú lập tức người đó biến thành thú, vong linh đó biến quá thành thú, biến thành nhỏ chui vào cái bao đó, là cái bao gì tôi không biết, cái bao đó thấy là lạ lắm. Rồi đưa các vị đọc chú, có hai vị cầm hai cây đuốc đưa đi. Ngục kế bên cũng nhiều vị mặc áo trắng bên đen rất nhiều, chia làm hai gian. Một bên kêu tên họ vong linh được thọ sanh về cõi lành, giờ ngày thọ sanh. Có một bên được thọ sanh làm người, do tàn tật, do tiền sanh. Trước khi thọ sanh phải qua chiếc cầu trúc có nhiều lá. Có một bà sắc đẹp, người cho uống chén nước thọ sanh, người tốt bà cho uống nước nửa chén. Người thấu xấu thọ sanh tàn tật do tiền sanh, bà cho uống đầy chén. Tất cả những vong linh biết mình thọ sanh tàn tật do tiền sanh và thọ sanh làm thú trả nợ cho người, họ vất vả khổ đau kêu cha kêu mẹ kêu con kêu cháu rất thê thảm. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Hân nước mắt không ngừng. Chính Diệu Hân phải bị chịu lỗi, phải vào chảo dầu sâu thọ lỗi. Có cái tài đức nào cứu cho người, nhưng tất cả vong linh đó đều không, khi biết mình thọ sanh vào tàn tật do tiền sanh và tà là thọ sanh vào thú để trả, các vị đó gào khóc kêu con kêu cháu ghê ghê rợn, nghe mà nó hết hồn luôn. Nhưng ai vào đó rồi mới cảm thấy, mới thấy sợ. Một kiếp người mình tạo nghiệp ở tại thế gian, khi mình trả quả nghiệp rồi mình tái sanh làm trâu bò, mình tái sanh tàn tật như mình sanh, còn đau thương hơn nữa. Tạo một nghiệp mình trả ngàn nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Hân được các vị dẫn về cửa chính tam quan của ngục chính. Diệu Hân quỳ lại đảnh lễ Nhị Diệu Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát nhiều tay và Bồ Tát Địa Tạng Dương Bồ Tát, Hộ Pháp Ông Tiêu Bồ Tát và nhiều vị Bồ Tát Quỷ Dương quay ra hướng mặt trời chói chang. Thì Diệu Hân thấy mặt trời chói chang của thế gian mình thấy đó là 11 giờ. Quỳ lại 10 vương chư Phật, và Diệu Hân có nguyện phát nguyện rằng con tin là Diệu Hân, xin quỳ lại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngàn vạn vị Bồ Tát, ngàn vị Hộ Pháp, ngàn vạn vị Thánh Tăng, tàn vạn vị Quỷ Dương và ngàn vạn vị Bồ Tát trên thế gian. Diệu Hân xin tạ lỗi của con nửa cuộc đời ở người đời vì không tin Phật Pháp, không tin lời nhiều vị Bồ Tát chỉ dạy, con được vị Phật tôn kính hiện thân chỉ dạy. Tuy con biết những lời nói là những lời gì, khi con nói đó là con là già chùa nhiều đời, phải về chùa. Con lúc đó con có tin là sự thật, nhưng con hứa 55 tuổi con mới đi tu. Hôm nay Phật Tổ Sư Đạt Ma đưa thẳng con về chùa, và các vị Bồ Tát ân cần khuyên bảo, có cả Phật Mẫu duy trì hướng dẫn con dẫn chùa. Con cũng được sự yêu thương của các vị Thánh Tăng và nhiều vị Quỷ Dương Bồ Tát dẫn dạy. Con quá bất hiếu với bổn tự tại thế gian và bổn tự tâm linh của vô hình. Nam mô A Di Đà Phật, con xin sám hối. Hôm nay con xin dập đầu cúi lại sám hối tội lỗi đã qua. Con nguyện tu chánh pháp, ăn hai bữa cơm chay đạm bạc, không tham sân si, không tranh lợi lộc của thế gian. Con nhất tâm đi khuyên can chúng dân tu thiện, khuyên can Phật tử tu hiền. Nghe ai khổ con cũng đến khuyên, nhất tâm không sao lãng. Con xin phát nguyện cầu siêu tất cả hương linh cả thế giới đồng được siêu thoát. Tất cả binh sĩ tử trận nhiều đời nhiều kiếp cả thế giới, tất cả quốc dân Phật tử cả thế giới, tất cả hương linh toàn thể, tất cả tôn giáo, tất cả điều cả thế giới, và tất cả hương linh cô hồn các đảng từ nhỏ tới lớn, từ bào thai bụng mẹ cho đến thai nhi, tất cả trên thế giới này đồng được siêu thoát. Nhất định con sẽ gọi hương linh về nghe kinh mà siêu thoát. Tuy bây giờ con chưa có chỗ cầu siêu, con nhất tâm là phải có. Xin mười phương chư Phật và Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Phật chứng giám tâm con. Con xin quỳ lại bất cứ tượng Phật và Bồ Tát, bất cứ ở đâu con đều đảnh lễ để báo hiếu nhất tâm của con. Con xin lại các vị ba lại, và con lại tất cả, và con lại Quan Âm Bồ Tát, lại Địa Tạng Vương Bồ Tát, và lại ngàn vạn vị Quý Vương Bồ Tát, và lại Bồ Tát nhiều tay nhiều mắt, cho con xin sám hối. Hôm nay Diệu Hân xin nguyện thằng nhất định con Diệu Hân khi trở về, Diệu Hân con sẽ tu đường chánh pháp, không tham đắm của thí chủ Đằng Na. Con nguyện ăn hai bữa cơm chay đạm bạc,
để tu tới ngày cuối đời. Sau đó Diệu Hân về đâu là do các vị. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đó Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát mới nói như thế này: này Diệu Hân, con nghe ta nói rõ đây, trước khi con về để mà con cầu siêu cầu an thì bây giờ con chưa có chỗ, nhất định con sẽ gặp Phật tử cúng dường am, con tu tạm ở đó. Tại vì chùa là chùa tăng, con phải nhận cái am tự, con quyết tu theo lời hứa của con là thứ nhất. Thứ hai, con có cầu siêu độ cho tất cả hương linh cả thế giới của loài người, tất cả tôn giáo, con phải cầu siêu rõ ràng và kêu vong cả một thế giới về nghe kinh. Sau đó con sẽ gặp một minh sư, nếu không có minh sư trên thế gian này thương tưởng con thì có người cúng dường đất chùa hoặc là chùa, con cứ nhận, rồi sau này con hoằng dương chánh pháp tại nơi đó. Nhất định con chỉ có hai buổi cơm chay thì con lìa cả dòng sông ái dục, lìa cả dòng sông tham sân si, con lìa tất cả thì con sẽ độ được người sống và người chết, chuỗi hạt con sẽ có. Sau này con đi tới đâu cho chuỗi hạt tới đó, người giữ chuỗi hạt có tâm từ bi, tất nhiên người đó có tâm Phật, tất nhiên con độ được người đó. Còn nếu người ta giữ chuỗi hạt mà không có cũng như không. Và sau này nếu con về chùa với tinh thần của con, ai cúng dường gì nhận đấy, con chia sẻ cho quốc dân nghèo và quốc dân và tăng ni tu học, rồi sau đó con về nơi cần về, con nhớ rõ rằng Bồ Tát Thanh Văn và Duy Giác có tất cả các pháp, nhưng Phật chỉ có một pháp duy nhất mà thôi. Diệu Hân nên nhớ rõ. Nam mô A Di Phật, con nhớ rồi. Bồ Tát Thanh Văn và Duy Giác có tất cả các pháp, nhưng Phật chỉ có một pháp duy nhất mà thôi, con xin nhớ. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát nói con về đi, nhất định sau này con sẽ về nơi cần về, con phải lìa bỏ tham sân si, lìa bỏ dòng sông ái dục, con sẽ là tăng thay ba đời chư Phật dù con là sa di. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đó Diệu Hân nhìn núi và nhìn biển mênh mông mà không biết mình sẽ về bằng cách nào, thì đó Bồ Tát mới nói con cứ niệm Phật rồi con đi về. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó Diệu Hân niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật thì Diệu Hân thấy mình bay bổng trên không trung. Và sau đó Diệu Hân về tới cái nhà của mình, thấy mình đang nằm võng thì Diệu Hân tỉnh giấc lại. Là lúc đó Diệu Hân nhìn đồng hồ là 12 giờ trưa. A Di Đà Phật, Diệu Hân quỳ lên đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và nguyện rằng Diệu Hân từ đây giờ thấy thật giả thì không cần biết, Diệu Hân nguyện tu được chánh pháp, quyết cứu lấy chúng Phật dân, quyết theo Tam Thế Phật, dù người ta không thương mình cũng phải cứu. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô mười phương chư Phật, Nam mô mười phương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng chư Bồ Tát, Nam mô ngàn vạn vị Quy Dương Bồ Tát, Nam mô ngàn vạn ác độc Quy Dương Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Lời tường thuật của Diệu Hân vừa xong thì xin Diệu Hân xin nói những lời tốt đẹp đến toàn thể quốc dân và Phật tử cả nước. A Di Đà Phật. Kính thưa Phật tử và quốc dân, tôi vừa tường thuật lại luật nhân quả vô hình, tôi đã thấy để quốc dân và Phật tử nghe để hiểu biết thêm và tu sửa thân tâm khẩu ý. Nếu như Phật tử và quốc dân toàn quốc cho đó là quỷ bị liêu trai không có thật thì tôi xin chịu, nhưng riêng bản thân tôi cứ nói, ai nghe được thì nghe, ai sửa được thì sửa, thì tôi rất mừng. Kính thưa quý Phật tử và quốc dân toàn quốc, một đời người sanh ra đời hiếm có ai sống toàn vẹn đến 100 tuổi hoặc sống lâu 1000 tuổi. Không ai giàu ba họ mà khó ba đời, vì mỗi gia đình, mỗi con người hiện diện trên thế gian này, mỗi tâm con người đều khác nhau. Người thì hiện đức, người thì gian ác, người thì gian manh, người thì xảo trá, người thì trở thành đạo, người thì đạo đời, người thì đạo tất cả tôn giáo. Tất cả chúng ta đều là phải luân hồi sinh tử, tất cả đều phải tái sinh luân hồi, đều có cuộc sống không giống nhau. Người là bậc trí lỗi lạc, người thì bác sĩ, người là thầy cô giáo, người là kỹ sư, người là luật sư, người là công an, có nhiều chức vụ, người là doanh nghiệp tầm cỡ, người thì buôn bán quèn, người thì buôn bán gánh bưng, người thì ăn xin, người thì ăn trộm, người thì ăn cướp, tất cả là nhân duyên, nhân nào thì duyên nấy. Tôi xin chuyển thể những lời tôi nói, tôi xin cúng dường cho Địa Tạng Như Bồ Tát Sư Phụ và ngàn vạn Diệu Dương Bồ Tát và ngàn ác độc Quỷ Dương. Tôi mong rằng những lời tôi nói đây các tất cả quốc dân Phật tử nghe để tu sửa, và toàn thể tăng ni đệ chúng nghe tu sửa để cho Địa Tạng Vương Bồ Tát mau thành Phật, và ngàn vạn Quỷ Dương Bồ Tát sẽ đắc quả thành Phật, và ngàn vạn quỷ ác độc Quỷ Dương đang canh bệnh của quốc dân Phật tử đang hành bệnh á, các vị sẽ thành đắc quả Bồ Tát, thì chốn đó không còn địa ngục nữa. Còn tôi Diệu Hân sẽ về đâu là do các vị tính.
Nam Mô A Di Phật. Xin chào A Di Đà Phật. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn có đóng góp hay thắc mắc gì, hãy comment bên dưới. Ủng hộ mình bằng cách like, share video này và đừng quên đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Eo, 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 bye bye.